Mẹ tôi đi ấy về. Xít được bạn ạ. Tiếng gì ấy? Skip. Không không skip được ấy. Tôi định skip nhưng không skip được. Nó có cốt truyện đấy, nếu mà mình xem từ phần 1 này là nó sẽ có cốt truyện đấy. Và chúng ta đi thám hiểm đến một vùng núi tuyết này đúng không? Và chúng ta lạc vào tòa lâu đài này. Các bạn skip kiểu gì ấy? Mình sẽ skip rồi. Rồi mẹ tôi gọi rồi bạn ơi. Bạn xem câu chuyện cái đợi tôi xíu nhá. À đây rồi. Bạn vào chưa? Game chưa? Đây. Cái game bây giờ nó loạn đây nhỉ? The answer list, nghĩa là câu trả lời gì đấy. Của tôi nhá, có một cái cửa màu tím mà tôi chưa vào được, nó khóa. Tôi không có radar, tôi sẽ cầm cái radar lên. Sao cầm được? Ấn nút E để cầm. Về thu thoát. Tôi nhớ trên tường của tôi có rất nhiều hình. Tôi bấm được vào mấy cái hình đấy. Nó sáng lên rồi. Làm dấu cửa sách. Cửa sách này có thứ tự các hình. Các bạn có hình đúng. Có cái hình bạn bấm theo thứ tự của bạn ấy. Đọc thứ tự các hình cho tôi đi. Mình sao tắt cái voice chat nhỉ? Cái gì cơ? Nó có bị hai lần voice chat đấy. Hai lần voice chat? À quên, mình tắt voice chat đi bạn ơi. Tắt đi, tắt tôi đi. Chat hết rồi. Tại vì tôi bật. Được chưa? Bạn hết nghe chưa? Bạn ơi. Ngồi ngồi. Tận thế bạn ơi, bạn vẫn hai lần. Hai lần gì? Thế để tôi tạo effect music kìa. Ừ. Sách thế này. Thu thoát game option. Between the hands. Bạn có nghe gì không? Vẫn nghe, 2 tiếng. 2 tiếng là nó cái này, tôi tắt bố này đi nhở. Tôi nghe bạn có 1 tiếng rồi nhở. Tôi tắt voice chat rồi. Tôi tắt voice chat rồi mà. Voice chat bạn để không đúng không? Tôi để không rồi. Đấy, tôi chụp màn hình cho bạn xem. Của bạn bị sao lại 2 tiếng nhỉ? Tôi bạn nói này rồi. Đây tôi nói thử nhá. Bạn thử nói em nào. Hình như phải ấn nút V được. Còn nghe thì tiếng không? Rồi xong rồi. Ok. Xong rồi đúng không? Hết rồi đúng không? Này, tự nhiên bạn nói bé thế. Bạn tải cho tôi hình gì đi. Không, tôi có nhiều sách lắm. Của tôi nhá thì nó có các cái hình nhờ. Chữ A này, xong rồi có cái gạch ở giữa này, xong rồi chữ Z ngược và chữ O hai dấu X rồi vân vân mây mây nhiều cái hình lắm. Nhưng bây giờ tôi phải không biết thứ tự như nào. Tôi có thể làm sáng lên mấy cái hình đấy. Làm sáng lên. Đấy, bạn nghe tiếng không? Tôi không biết là nó là như nào. Phòng mình khá nhỏ. Tôi có đem mình đang quên thêm vài cái gì đấy. Cái gì? Tôi có một cái cần gạt đi. Gạt đi xem nào. Chả gì xảy ra à? Đem gạt xuống. Bây giờ bạn giải cho tôi đi, tại vì phòng của tôi nó chỉ có mỗi cái này thôi bạn ạ. Chả có gì.
có mỗi mấy cái hình ấy. Bạn có cái gì liên quan đến mấy cái hình không? Không. Đấy, bạn đọc cho tôi đi. Đọc tôi mấy cái hình ấy đi. Đây nhá, của tôi có hình này. Cái O xong rồi có ba que sọc vào này. Hoặc là O hai dấu X này. Hoặc là cái hình như kiểu là hình cái mông xong rồi nó có cái ấy cắm xuống này. Bạn có hình gì không? Hình chữ A, có cái cả chữ T không? Có cái chữ T ở giữa, có làm sao? Xong rồi chữ M. Chữ M, M mà có như kiểu là cái X đan xen nhá. Hay chữ M bạn, thôi. Chữ M, chữ M thôi. Có. Chữ M có X đan xen này cũng có. Bây giờ bạn phải đọc cho tôi như nào, thứ tự như nào hay là bấm bừa thôi à? Có gì đó, tôi chưa hiểu. Chưa hiểu á? Bên đó có, ừ, tôi không hiểu nhiều lắm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 hình. Có hai con mắt ở đây. Bây giờ nhá, tôi cần mở một cái cửa màu tím. Cửa mà hình như kiểu đầu lâu có hai con mắt màu tím ấy. Đã biết như nào. Tôi có một cửa sách. Một cửa sách. Hai cửa sách. Bốn cửa sách. Năm cửa sách. Sáu. Bảy. Tám. Năm. Năm. Màu trắng tí cho nó sáng cái mặt. Về nè, bắt đầu từ sẽ đầu tiên đi. Mà nó có chữ tiếng Anh là như nào? Nó có 5 ký hiệu. 5 ký hiệu. Ok. 5 cái ký hiệu này thì nó chẳng liên quan gì đến cái bốn hình trên kia. Bây giờ bạn tìm quyển sách nào ấy mà nó có chữ M, chữ A mà có cái gạch T của bạn ấy. Đấy. Cho tìm xem sao. Cái lúc đầu bạn đọc là đúng rồi đấy. À, tôi có mấy cái đấy ấy, nhưng mà tôi cần thứ tự thôi. Bây giờ bấm sai là nó sẽ không thấy. Đây là bản đồ. Bản đồ á? Thế của bạn là một cái phòng mà nó có tất cả mọi thứ à? Ừ. Thế bây giờ tôi chỉ cần cái ký tự trước đã thì tôi mới mở được cái cửa tôi đi, còn mới cần bản đồ bạn ơi. Cái mà vừa bạn đọc là có chữ A mà có cái T gạch gạch xuống ấy. Chữ M. Đấy, cái ký tự đấy ấy thì bạn biết thứ tự của nó kiểu gì không? Đây nha, tôi tặng cho bạn, tôi có một cái giấy. Ừ. Cái giấy này có 9 dòng. 9 dòng. Ừ. Ở trên cùng với tờ giấy là giống như kiểu tiêu đề của tờ giấy ấy. Ừ. Nó là một con mắt trong cơm hồi tấm giác. Bạn biết Harry Potter không? Có, hiểu. Bạn biết cái bảo bối tử thần không? Biết làm sao? Đấy. Nó chỉ thay cái hình tròn bằng cái hình con mắt thôi. Ôi, nhưng cái đấy tôi chắc chưa cần đâu. Là cái tiêu đề. Ở bên dưới nó 9 dòng, mỗi dòng có hai con mắt, và giữa hai con mắt là cái ký tự mà bạn cần biết. 9 dòng có hai con mắt mà mỗi dòng có hai con mắt, và giữa hai con mắt thì là có hai ký tự ngon mà bạn vừa bảo. À đúng rồi, B nhá, tôi có đây nhá, tôi có đôi 4 6 8 9 9 ký tự. Rồi, thì cứ một cái hàng một này nó có 3 ký tự, sau nó sẽ cách nhau một cái ở giữa. Đấy, thì bây giờ bạn cứ đọc cho tôi cái ví dụ cái dòng đầu tiên nó như nào. Là một chữ A, một chữ T. A thì... ừ. Là một chữ T to nhưng mà kiểu cái đầu hình chữ T nó cong lên giống sừng con trâu. Rồi. Thế thì là như này. Thì là có nghĩa là nó sẽ có hai con mắt để nó phân chia cái đấy à, đúng không? Ừ, hai con mắt hai thì. Thế dòng thứ hai sao? Mắt. Dòng thứ hai đó. Dòng thứ. Ờ, con mắt này. Con mắt này có màu khác nhau. Thế mắt nó có màu tím không? Có mắt nào màu tím không? Không, có màu xanh nước biển. Màu đỏ, màu xanh cây.
màu xanh nước biển, thì màu lại đỏ. chỉ có ba màu đấy thôi. Ví Ê. dụ dòng đầu tiên á, là hai con mắt đều là màu xanh lá cây, dòng bên dưới thì một con mắt màu đỏ, một con mắt màu xanh lá cây. Đấy. À, thế Tôi nó giống có công liên thức quan gì đến cái sách không nhỉ? pha màu hôm trước rồi, tôi cần mở cái cửa màu tím. Thì màu tím sẽ là màu xanh nước biển và màu đỏ. Màu xanh nước biển và màu đỏ. Thì bây giờ bạn đọc cho tôi hai con mắt ở chỗ màu đỏ với màu xanh nước biển xem nào. Là những cái hình gì? Nhiều lắm, tôi phải làm theo hình nữa đấy, theo dòng. Theo dòng á. Từ ở đây còn một ký hiệu nữa, à, còn một cái gợi ý là between the eye, có nghĩa là nằm giữa các con mắt. Là sao? Between the eye, nằm giữa này. Rồi. Nhưng mà tại sao ký hiệu đấy? Không liên quan gì nữa, gợi ý gì không nhỉ? Tôi xem đọc sách của mình, tôi có tất cả. Ủa, hay là đây là màu của sách này, sách có màu này. Thì đấy, tôi cần một cái cửa màu tím này. Tôi nói cho bạn đấy, tôi cần mở một cái cửa màu tím. Thì bạn xem có quyển sách màu tím không. Nếu không có thì bạn sẽ Không pha có, màu. đâu rồi. À, tôi nhầm bạn ấy. Hình như cái này là mắt màu xanh lá cây. Đây đây, cái cột này nó có màu xanh lá cây này. Còn mấy cột khác nó không có này. Bạn thử xem cái con mắt màu xanh lá cây nào. Hai con mắt màu xanh Mắt lá màu cây ấy. xanh, hai mắt màu xanh lá cây là đi kèm với ký tự R, bằng chữ M dấu Chữ màu dấu ích. và một cái ký tự không biết đảm kiểu gì. Thì bạn cứ tả đi. Pi à? Hay là chữ Z? Hay là chữ gì kiểu gì? Kiểu chữ Z nhưng mà nó bị Hai không đầu. phải Hai đầu nó có xét xét. hai. Hai đầu nó hơi hơi cong cong, chứ không phải là chữ Z. Có một cái kiểu trông giống chữ Z nhưng mà nó bị ngược, và một cái kiểu trông giống chữ Z nhưng mà có biến. Tôi đoán rồi đấy, bạn kiểu Z cong cong ngược ngược nên tôi đoán rồi. Tôi mở xong cửa Đây, một rồi. ok. Rồi, thì vậy thôi chết rồi. Đến đến cái câu câu này khó rồi. Bạn ơi, bây giờ tôi vào một cái phòng. Trong cái phòng này ấy, nó có hình một con một bức tranh của một con vật. Con đấy ấy, hai tay của nó đằng trước ấy thì là chân gà. Lưng ốc sên, đầu dê. Chân chân cũng là hình như là con dê này. Chân là con gì nhỉ? Chân là con nai à? Đuôi thì là đuôi chim. Mẹ, cái hình này khó thế nhờ. Giết người rồi. Bạn bạn nói để đâu nhé, tôi cũng mở được, tôi có cửa đi vào sang phòng khác rồi. Đây nhá, có nghĩa là trên cái bức tranh đấy ấy, thì tôi lắp được ba ô hình hình tượng tượng hình. Bao tượng hình này ấy, thì tôi sẽ tìm ở trên cái bảng này tôi lắp được. Nhưng mà đầu tiên là bạn phải tìm cho tôi cái bức tranh đấy nó có hình gì đã. Ok, Tôi đoán là thế. Đầu đầu là đầu con dê màu trắng. đồng thêm một chấm từ từ em. Đầu màu trắng, con dê, con nai gì Rồi đấy. rồi rồi rồi, Chân là chân giống chân lại chân gà màu vàng. Chân đằng trước nhá, ba cái có bốn ở chân. xuyên. Cái chân đằng sau như kiểu chân con nai, con dê đấy, có móng vuốt. Có một cái móng vuốt 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 ấy. Rồi thế Lưng lưng là ốc sên, đuôi là đuôi như rồi, kiểu xong con công dài ra ấy. rồi, xong còn đấy đây rồi. Rồi, thế bây giờ có ba cái hình. Cái hình đầu tiên là như nào bạn tả cho tôi đi. Ba cái hình ở dưới chân của nó ấy. Đúng không? Đáng rồi, cái ký tự này Bạn cứ tôi tả đi. nói từ phải sang trái nhé. Từ phải sang trái, thôi từ trái sang phải đi. Thôi từ phải sang trái cũng được, tùy. Bàn trái hình ngôi nhà, Hình ngôi nhà. Ngôi nhà mà cửa 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 vào hình vuông đúng không? Cửa vào hình vuông hai xong rồi. cửa sổ trên hình vuông, Xong rồi ở trên góc 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 phải và góc trái nó có cái tua ba tia đúng không? đúng không? Ba tia đúng không? Đúng rồi, chuẩn rồi. Cái giữa đi. Ở giữa là Chết rồi, mẹ tôi về, bạn đợi tôi xuống mở cửa nhá, nữa đây. Đợi tôi xuống dưới. Thank you.
tiếp tiếp. Đến đoạn nào ấy nhở? Hình giữa. Hình giữa. Ừ, là như nào? Hình giữa là hình bài viết chữ F, F trong tiếng Anh. Chữ cái gì cơ? Chữ F trong tiếng Anh á? Chữ F. Chữ F, F phở đấy. Nghe khó đấy nhở? Tôi đã biết luôn đấy, F phở biết. Chữ F trong tiếng Anh mà nó viết thường thì không phải kiểu của... Rồi F xong có thêm một cái tua đúng không? Có hai cái dấu mũi tên. Rồi rồi, có hai mũi tên tôi hiểu rồi. Đi xuống. Ôi chết mẹ rồi, ném nhầm đất rồi. Ok, tôi hiểu cái đấy rồi, tôi lắp vào rồi. Cái cuối đi. Giữa. Cái bên trái mình. Tôi có thể tả kiểu giống người đang ngồi. Giống người đang ngồi. Ừ. Giống người đang ngồi á, ngồi ngược à? Ừ. Không, bên trên là hình tròn này, có dấu cộng ở đằng sau. Tôi thì lấy như cái đầu rồi, hai bên là hai tay, nó chỉ là cái que thôi, nghĩa là người que. Que nhưng mà nó có chân không? Bây giờ tôi chỉ hỏi bạn nó có chân không hay là cắm thẳng đứng đất? Nó có chân và chân lại cong lên. Chân nó cong lên á? Là ừ. đầu nó sẽ là một cái hình tròn xong rồi có dấu cộng. Đúng rồi. Trời ơi, bạn gợi ý cho tôi thì thôi. Những cái game giải đố với tôi nó lại bị dễ đấy. Thế nên tôi mới bảo cần phải mua bản mới đấy, vì cho nhiều content đấy, chứ còn không thì với tôi lại hơi dễ đấy nhá. Ok bạn ơi, xong rồi, xuống tầng tiếp theo rồi. Orange, màu ở đây nó ghi là orange. Orange màu cam á. Nó ghi ở dưới cái vạch nước này, tôi chết mẹ rồi, nước đầy là tôi chết đấy nhá. Màu ở dưới này nó ghi orange bạn ạ, tôi chưa hiểu lắm để làm gì. Bạn nên bật một cái gạt cái công tắc gì đấy orange đi. Là tôi sống. Một cái cần gạt gì đấy orange. Đúng không? Tôi đoán thế. Không, chứ không gì. Bạn đi tìm đi, có một cái cần gạt orange ấy. Nó là orange. Orange màu tím. Orange như màu tím. Màu tím như vậy, orange. Chữ là orange. Chỉ có màu vàng, màu đỏ, màu xanh nước biển đúng không? Màu vàng, màu đỏ, màu xanh nước biển á. Nhưng mà cần gạt cơ mà. Ừ, cần gạt không, tôi có cái van như kiểu van vặn nước ấy. Ờ, van vặn nước à? Thế bạn vặn... đây là lọ orange bạn ạ. Orange là màu cam. Màu cam sẽ là màu... màu cam sẽ là màu vàng và màu đỏ. Thế thôi. Xong rồi đấy bạn. Thấy chưa? Thì nó chỉ có van vặn thôi, nước nó đầy lên mà. Hơi dễ nhở? Cái độ khó này nó chưa thử thách với tôi bạn ạ. Tôi bảo rồi, với những người kiểu chuyên chơi giải đố như tôi là bạn phải mua ngay cái bản kia đi. Đâu rồi? Cửa đóng rồi. Qua tầng tiếp theo rồi, cái tầng này trông khó đấy. Một cần gạt màu trắng gạt lên thì cái đằng trước nó sẽ bị gạt xuống. Bạn ơi, bạn gạt cho tôi cần gạt màu trắng ấy. Bạn có cần gạt màu trắng không? Còn. Gạt đi, gạt cho tôi còn gạt màu trắng này, tôi đi qua đây đi. Được chưa? Chưa được bạn ơi. Gạt, cái gạt ở tường màu trắng cơ. Ừ. À này, được tôi tự gạt được. Tôi cái này tôi tự gạt được bạn ơi. Chết con mẹ rồi, cái đường này đi khó thế. Bạn ơi, bây giờ tôi vào mẹ cái mê cung rồi. Đầu chó có ba ngọn lên. Tôi có bản đồ cho bạn đây. Ồ. Bây giờ như này nhá. Bạn đang ở đâu? Từ cái cửa vào màu trắng. Cứ cửa vào màu trắng thì bây giờ tôi đang đứng ở ngay trước cái cửa ấy, thì nó có chữ là burning down the guy gì đấy. Bên trái tôi có một đường, bên phải tôi có một đường, bên phải thì nhìn thẳng ra một cái đường có hình đầu chó màu trắng, bên trái thì nhìn ra một bức tượng. Bây giờ nhé, tôi có bản đồ, tôi nhìn thấy bạn đang ở đâu rồi. Bạn biết là tôi đang ở đâu không? Đây có bản đồ, có đường ra. Tôi nhưng mà trên bản đồ này có màu xanh nước biển, màu xanh lá cây và màu đỏ. Thì là tôi phải gạt đúng không? Là cái cửa này tôi đi thử một vòng rồi, tôi nhìn nó phải gạt rồi. Hiểu rồi. Bây giờ khó nhở, tôi diễn tả cho bạn như nào. Đây nhá, tôi gạt thử có xem của bạn nó cắt ngắt kiểu gì nhá. Tại vì tôi thấy có cái cần gạt màu xanh này. Thế tôi hỏi cái, có phải bạn gạt cái cần màu trắng thì là cái cần màu trắng mở ra cho bạn đi không? Đúng. Ok, thế tôi hiểu rồi. Thì sao bạn? Có nghĩa là ở đây có mấy ký hiệu này tôi mắt không biết. Giờ chỉ có dấu ít là tôi không biết là cái gì. Nó có một dấu
Như kiểu cái cần gạt thì nó có một ký hiệu là hình chữ nhật tô đậm, cái cửa xe này hình chữ nhật thì không tô đậm, còn dấu x này thì không biết. Bây giờ tôi chỉ cho bạn đi ra chỗ dấu x nhé, xem nó ấp. Bạn đâu rồi? Tôi ra đến cái màu xanh rồi. Trong đây đường cụt này. Bây giờ Tôi không nhìn thấy bạn nữa rồi. đây, thế tôi quay lại điểm đầu tiên nhá, cho bạn nhìn nhá. Bây giờ bạn hướng dẫn đường đi cho tôi nhá. Tôi đang đi thám thính Đây. đường, tôi sắp thuộc đường mẹ rồi ấy. Rồi, tôi về điểm đầu tiên này, bạn nhìn tôi chưa? Không. Tôi về điểm cứ cửa trắng rồi. Tôi không nhìn thấy bạn trên bản đồ nữa rồi. Thế thì nó sẽ mất nếu mà tôi chạy. Thôi được rồi, bây giờ bạn cứ tả đi từ điểm đầu tiên thì đi như nào? Từ cái cửa màu Đây là trắng đầu tiên hiện đấy. lên nữa rồi bạn ơi. Đây rồi, lại hiện lên rồi. Thì đây tôi đang đứng nhảy nhảy ở đây chán thì xem có hiện không đây. Tôi hiểu rồi, một lúc nó sẽ mất, tôi phải gạt lại. Ok. Bạn đi ra ngoài cửa màu trắng rồi đúng Tôi đang đứng ở ngay cái trước cửa màu trắng luôn á. không? Bạn đi ra ngoài. Bạn đã rẽ bên nào chưa? Chưa rẽ bên nào cả. Mình rẽ sang phải tôi xem. Rẽ sang phải. Đây, tôi đến một cái Được. ngã 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 hai, ngã ngã Ừ, ba. bạn rẽ sang phải tiếp. Rẽ phải ra chỗ cần gạt màu xanh nước biển đúng không? Tôi biết rồi. Gạt luôn à? Thế bạn ra chỗ cần gạt màu xanh nước biển đó. Tôi ra một Thế cái á? Chứ phòng bạn quay lớn. lại, Không, tôi quay ra lại. từ cái ngã ba rẽ phải của bạn nó ra một cái phòng lớn, sau cái phòng lớn ấy đi thẳng thì đến cái cần gạt màu xanh nước biển. Có đúng không? Đi thẳng nhỉ. Tôi muốn là bạn ra cái ngã vừa rồi bạn có một chỗ để rẽ phải, cái để đi vào chỗ dỗ. Tôi muốn tìm hiểu không biết dỗ ích là cái gì. Dấu ích á. Ừ. Thế bạn có nhìn tôi không? Bạn gạt thử đi xem tôi đang ở đâu, bạn gạt thử đi. Không, tôi không nhìn thấy bạn, tôi nhìn chính thấy bản đồ thôi. Thế là Theo bạn tả tôi biết bạn đang ở đâu thôi. làm như nào nhỉ? Từ từ nhá, từ tôi quay lại điểm đầu đi. Ừ. Quay lại điểm đầu tiên thì ngay ra cửa cửa của cái dấu của cái cửa trắng đầu tiên nhá, là tôi bước vào một cái này, là vào cái khu này cái này. Là bây giờ tôi chưa bước đâu cả thì bạn rẽ phải đúng không? Rẽ phải đi đến một cái ngã này là ngã ba. Dạ, anh chết rồi con. Đây ngã ba, nhưng mà nếu mà tôi đi tiếp một một ô nhá thì nó sẽ có một đường rẽ trái thôi chứ không có đường rẽ phải. Còn nếu mà tôi rẽ phải ở đây ấy thì nó sẽ vào một căn phòng to đùng. Có đúng không nào? Căn phòng to đùng xong làm sao nữa? Trong phòng tôi đúng có cái gì mà bạn kiếm được cái gì ạ? Căn phòng to đùng này có 4 ô lận cơ. Thì trong này nó có một cái cần gạt màu xanh thế thôi, hết rồi. Cái bạn gạt cần gạt màu xanh thì làm. Anh nước biển. Thì tôi gạt đấy. Chưa biết cái gì xảy ra Được cả. rồi, ok. Xong bạn quay lại chỗ cũ. Rồi. Rồi, quay lại chỗ cũ là đến tận cái ngã ba rồi nhá. Bây giờ bạn sẽ sao? Đang trái á. Ừ. Rồi, đi thẳng này. Cái này Sẽ đường phải. toàn toàn đường cụt, chỉ có một đường thôi, tôi đi thẳng luôn này. Đúng rồi. Thì cửa màu xanh bị khóa rồi. Sinh khoán rồi. Thế tôi phải quay lại tôi gạt cửa màu xanh để đi tiếp rồi. Đúng rồi. Thì phải gạt cái cửa màu xanh lá cây xanh nước biển đấy. Anh nước biển. Ừ, thì bạn phải quay lại gạt cửa màu xanh nước biển. Rồi, tôi biết rồi, không sao, những cái nào mà kẹt thì tôi quay lại được. Nếu bạn phải nhìn cái đường tổng quát cho tôi ấy, xem tôi đi có đúng không ấy. Ừ, nhưng mà cái màu xanh nước biển này còn một dấu ích nữa, tôi không biết là cái gì. Dấu ích thì có thể nó chỉ lừa bạn thôi. Tôi đến một cái điểm, một cái phòng to nữa rồi này. Ủa ơi, cửa có cửa màu xanh lá cây chặn tôi. Bạn đang đi kiểu gì? Không, Là sao? Là bạn nhìn tôi đi á hả? không hiểu bạn đi kiểu gì luôn. Tôi đi một lát đến cuối luôn rồi. Đây có cửa màu đỏ này. Tôi đang đi tìm căn map, làm căn map ấy. Ôi tôi thuộc mẹ hết rồi. Thuộc đường rồi, tôi thuộc đường rồi bạn ơi. Màu đỏ sẽ nằm đây. Xanh nằm ở đây. Sống vẫn giống kiểu Cửa cứ đến ra. cửa màu đỏ để Cửa ra sẽ là chặn được cửa. cửa màu xanh, Cửa ra của tôi là cửa cửa màu ra là cửa đỏ. màu đỏ. Đúng rồi. Đúng rồi, À, dấu ích của bạn không biết đấy là cần gạt màu gì rồi. Bạn có biết là cần gạt màu gì không?
Có. Có à? Đây, nếu mà tôi gạt cỏ xanh lá ở đây, tôi sẽ phải đi ngược lại, khéo không tôi tự giải được cái này luôn á. Tôi thuộc mẹ cái map rồi bạn ơi. Cái này có hai đường tất cả. Vậy thì đầu tiên mình phải gạt cái cửa xanh nước biển này trước. Sau đấy mình gạt Thì cửa. mình phải đi qua đến sụp màu xanh lá cây. Đi qua cái màu xanh lá cây rồi. Nhưng mà cái cần gạt màu đỏ thì lại ở gần cái cửa xanh lá cây không? Cần gạt màu đỏ lại ở gần cửa màu xanh lá cây. Ở đúng ngược lại. Gạt màu đỏ ở gần màu xanh lá cây, cứ ngược lại luôn á. Ừ, có nghĩa là bạn đi đến cái chỗ mà xong đúng cửa xanh lá cây và bạn phá cái cửa để đi vào cửa đỏ để xong thì bạn lại phải quay lại hướng ngược lại để tìm ra đường mà đi đi vào cái chỗ mà không ngược lại mà bạn đi tiếp ấy, quay cái cửa màu đỏ đi tiếp sang hướng tiếp chứ không phải đi ngược lại, nó nhận. Rồi tôi hiểu rồi, cửa màu xanh lá cây mãi đây, cửa màu xanh nước biển mãi kia. Từ để tôi quay lại Tính là tôi xem cái đường bên này nó thông với cái gì đã. Nếu tức mà là để đi đến cửa xanh lá cây nhé thì bạn phải đi qua cửa màu xanh nước biển đúng không? đúng, Đấy, thế thì bây giờ bạn đi xong đến cửa màu xanh lá cây rồi, bạn muốn ra được cửa màu đỏ thì bạn phải đi tiếp, bỏ qua cửa đấy, bạn đi tiếp thì bạn sẽ thấy đường để tìm ra cái chỗ mà gạt màu đỏ. không, nhưng mà như này này, có nghĩa là tôi bị kẹt cái cửa màu xanh lá cây mà bạn bảo ấy, nó không gạt lên. Mà tôi tìm được cái cần gạt màu xanh lá cây rồi, nhưng mà khi tôi gạt cái cần gạt màu xanh lá cây ấy, thì tôi lại bị chặn lại. Nên tôi bây giờ tôi sẽ đi đường ngược lại nhá, tôi biết cái đường ấy rồi, để tôi đi thử nhá. Thuộc bố cái map này rồi bạn ơi. Đóng tôi tự giải được cái này luôn á, mẹ thề cái mê cung cái con này thề lừa tôi làm sao được. Nghĩa là khá bây giờ tôi chỉ cần vào cửa màu đỏ thôi, tôi biết rồi, tôi đoán được rồi. Có nghĩa là game này lúc nào nó cũng sẽ làm có hai, khi mà tôi gạt một cái thì cái còn lại nó sẽ bị đóng. Thì tôi sẽ phải đi đường còn lại, cho nên tôi sẽ chỉ có hai lựa chọn thôi. Bây giờ nếu mà tôi gạt cái màu xanh đi kia đi không được thì tôi sẽ gạt cái ngược lại này. Sau đó tôi đi ra đây này, đây đã cần gạt màu xanh lá cây này. Cần gạt màu xanh lá cây này thì Bạn không gạt cái cần màu xanh bạn không đi tiếp được đâu. ông bạn ơi. Bây giờ tôi bạn yên tâm tôi phá đảo cho bạn xem. Thế luôn tôi thuộc mẹ cái map rồi. Cơ bản là cái này nó chỉ có hai đường đi thôi, nên tôi hiểu cái cơ chế này luôn mà. Bạn chỉ cần nói cho tôi là tôi đi ra, có nghĩa là cái cần xanh đầu tiên bà gạt cho bạn đúng không, thì đi vào ấy nó sẽ bị chặn, nó sẽ bị cái màu xanh lá cây chặn, thì bạn phải gạt cái màu xanh lá cây. Thì vừa nãy tôi chạy thẳng đến cái cần màu xanh lá cây, thì khi mà tôi gạt cần xanh lá cây nó chặn đường, nó phải đi lại bằng cái cửa màu xanh nước biển. Thế cửa xanh nước biển sẽ là cửa mà mình tôi gạt từ đầu trước, nên tôi đổi ngược lại hướng rồi. Bạn yên tâm, phát này tôi bạn chuẩn bị nhìn game sóc cửa phá đảo rồi này. Thế chơi mấy game giải đố với tôi nó cứ bị dễ ấy. Từ đang còn cửa màu đây, màu xanh lá cây đây. Cần rồi, vào cửa màu xanh lá cây này sẽ có cần gạt màu đỏ đúng không? Luôn. Gạt cần màu đỏ này thì cái cửa đỏ ở kia nó sẽ bị đóng lại. Cửa đỏ ở thẳng mặt này nó sẽ bị đóng lại này. Chuẩn chưa? Từ từ đi lên trên đây, đi sang sang trái nhỉ. Đi sang đây. Rồi tôi sắp giải được rồi bạn ạ. Bạn chuẩn bị câu đố tiếp theo thôi chứ còn cái này nó ngoài cái cần đỏ này, cái đỏ này nó sẽ bị gạt lại này, thì mình sẽ lại phải quay lại cái đường màu xanh nước biển kia mình đi, rồi mình gạt cái đường màu xanh lá cây lên. Đủ xong 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 rồi bạn ơi, không lo không sao đâu, tôi chuẩn bị giải xong rồi. Cơ bản này nó chỉ có hai đường thôi mà. Đối với những người kiểu chuyên chơi game giải đố như tôi thì tôi biết thừa cái cơ chế ở cái này luôn. Quan trọng là cái mê cung này tôi thuộc được ấy, nó không khó lắm ấy. Tôi sợ mê cung khó thôi, thì bạn phải đọc cho tôi từng cái đường một á. Mê cung kiểu này tôi thuộc xứ được đâu. Đi đúng một lần thuộc luôn. Cơ bản là phải đi nhìn thử cái mê cung một lượt đấy. Thì mê cung nó không khó đâu. Rồi. Chẳng phải này, chạy mắc tầm này. Chẳng phải này. Phải sang cái màu xanh lá cây này. Màu xanh lá cây gạt lại để mở đường ra này. Là cái màu đỏ mình vừa gạt rồi. Màu đỏ vừa gạt rồi để mở rồi. Giờ đi thẳng vào là xong. Là hết sờ game. Ủa nhưng mà cái dấu ích của bạn để làm gì nhở? Tôi chưa biết thôi. Bạn thấy tôi đỉnh không? Về đấy. Sang bàn cờ rồi bạn ơi. Bàn cờ đấy. Đéo biết, tôi đéo biết. Đây có cái bàn cờ này. Bàn cờ có kiểu bàn cờ tướng luôn á.
Tôi không biết giải kiểu gì. Tôi phải đi kiểu gì ấy, tôi điều khiển được mấy con cờ đấy nhá. Tôi phải đi nước kiểu gì ấy, bạn chỉ tôi. Ôi tôi bị đóng băng nhá. Chết mẹ rồi, làm thế nào nhờ? Có cái gì sưởi ấm không? Đấy, tôi có cái máy này, tôi bấm thử cho nó. Bạn ơi, cái máy này của tôi nó có kim nhá. Có kim nhá. Đây để tôi từ từ để tôi chỉnh cho. Rồi cái máy hoạt động rồi. Đấy bạn xem là nó có cái gì không? Nó có gì ở chỗ bạn chạy không? Biết chẳng có gì. Tôi mới bật cái máy lên, bạn lên tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4 này là có tầng tiếp không? Máy mới bật lên, nó mới hiện lên màu xanh ấy. Nó có một đoạn phim hay sao ấy. Nó sẽ có một đoạn phim thì phải ấy, để nó chiếu cái cảnh hay sao ấy. Thì có một cái máy chiếu phim đấy, nhưng mà tôi không nhìn được, không xem được. Thì bạn đi tìm đoạn băng, tìm đoạn băng. Thì bạn tìm cho tôi đoạn băng đấy. Có, bạn đi tìm trong phòng bạn nó sẽ có một đoạn băng. Ôi chết mẹ, tôi đóng băng sắp hẹo rồi. Chứ là làm sao bây giờ nhỉ? Chết mẹ, vào cửa này nhanh quá rồi bạn ơi. Nó phải có cái gì sưởi ấm chứ. Được, tôi đi chỗ này đi tìm tôi. Đi hai bên cơ. Chết rồi, tôi hẹo mẹ rồi. Đi sai rồi. Cứu tôi với. Bạn đây rồi. Đi được chưa? Tìm được rồi. Em đi xem đi. Bạn đi tốt ở giữa con vua lên. Tốt ở giữa con vua, bên trắng hay bên đen? Bên trắng. Tốt ở giữa con vua, mẹ chết rồi con vua. Trước mặt con vua gì? Trước mặt vua tiến lên 2 bước. Rồi. Đi tượng ngay bên cạnh. Tượng lên bên cạnh á, kiểu gì? Tượng ngay bên cạnh vua ấy. Bạn chi chéo lên 1-2 lần nữa. Rồi, là song song với con tốt đúng không? Đúng rồi, hậu của bạn đi chéo lên 2 nữa. Chứ tôi không đi được hậu nữa bạn ơi. Ủa? Không đi được con hậu bạn ơi. Bây giờ nó bắt phải đi con đen. À, đi con đen. Ừ. Chứ đâu cũng xem lại được rồi. Bạn xem lại đi được chứ. Có chứ, nó phải cho xem lại chứ. Cho xem lại chết tôi à. Nhanh lên, mặt màn hình tôi sắp trắng hếu rồi. Sao phải người tuyết mẹ rồi. Dù quá. Bên đen. Bên đen cũng đấm vua, tốt ở vua lên. Tốt ở vua lên. Cũng đấm y như bên kia ấy. Xong rồi tốt ở... Tốt ở bên tả. Cậu cũng lên á? Không, tốt ở bên tả, là thứ hai lên. Một cấp rồi. Tốt trước mặt con nào? Tốt thứ hai. Tốt trước mặt con mã đứng lên, bên phải, lên một nước rồi. Tốt trước mặt con mã bên phải hả? Bây giờ tôi biết, đéo biết bên nào bên phải, trái có thẳng mặt mình nhìn vào hay là... Thẳng mặt mình nhìn vào thì bên trái vậy. Thẳng mặt nhìn vào thì bên trái, ok. Đéo được, sao nó không... Bây giờ bên trắng đi được chưa? Bên trắng, chết mẹ rồi, bây giờ bên trắng đi được rồi, con hậu lên 2 ô à? Ừ, hậu lên chém 2 ô. Đéo 2 ô sao còn tốt à? Sai ôi, lại bạn ơi, chết mẹ rồi. Sai, từ từ nhá. Con tốt ở trước mặt vua trắng, lên 2 ô. Ừ. Xong lại đến con tượng trắng à? Chứ không phải con đen à? Ờ, con tượng trắng đi được này. Tượng trắng tiến lên bao. Rồi, con tốt đen thì của trước mặt vua đúng không? Tiến lên đúng không? Ừ, cũng tiến màu không? Ừ. Xong bây giờ nó bắt chuyển sang trắng luôn chứ nó không cho đánh đen nữa. Trắng thì hậu của đi chéo lên 2 ô à? 2 ô á? Hay là 3 ô? 2 ô. Hai đấy tôi đi bị sai rồi. Ê, đây là vua nhở? Đâu đây? Không, là hậu. Đây là hậu của mày. Tôi đi đúng rồi sao mà hậu đúng rồi mà. Nhưng mà sao hai ô không đúng nhỉ bạn nhở? Họ chỉ tiến lên 1, tiến lên 2 thôi. Nằm ngay bên chéo thì còn tốt, nhưng mà vua vừa lên. Sao nó không đúng nhỉ bạn nhở? Hậu lên 2 ô. 3 ô sai nè. Thao tác nhanh rồi.
nhưng đến đây mình vẫn đúng. Mà hai ô sai. Bên đen đi. Đến bên đen đi. Không, bên đen nó chưa cho đi ấy. Nó cho đi thì tôi bấm e vào nó sẽ nhảy được lên mà đã. Nhưng mà đây nó bấm không được. Sau khi mình tưởng đi thì phải đến đen đi chứ. Tượng đi đến đen đi á, nhưng mà đen đi có tiến con tốt ở trước mặt vua lên hai ô đấy. Là hết rồi. Đầu tiên là bên trắng đi trước. Trắng đi trước, ừ. Tốt ở trước mặt vua đi lên này, hai ô này. Đúng rồi. Thì sau đấy là bên đen đi. Bên đen nó không cho bấm. Bấm nó không hiện ô lên đấy, bạn hiểu không? Là đến con tượng luôn. Là đến con tượng trắng, bạn nói đúng từ lúc đầu rồi, là đi ba ô lên đúng không? Là vẫn đúng này. Đúng bây giờ nó mới cho tôi đi tiếp này. Bây giờ con trắng đi con nào nữa ấy. Trắng con hậu anh. Mỗi con hậu đấy à? Trắng còn con nào đi được không? Không, trên bàn này tôi nhìn thấy trắng đi hậu mà. Trắng đi mỗi hậu nữa thôi. Khó đấy nhở. Thế là bạn nhìn nhầm trắng với đen rồi. Nhìn nhầm trắng với đen thì làm sao con tưởng đúng rồi. Bên đen có đi tưởng đâu. Bên đen nó đi những con gì? Bên đen đi con tốt. Hai con tốt còn con mạnh. Tôi lịm rồi. Đi trai bạn ấy. Tôi lịm mà lại đi cho tối quá cũng không nhìn được. Bên như này nhá, tôi chỉ đến con hậu nó bị sai. Đoạn này đi qua. Đến bạn từ từ bạn đi kiếm đoạn băng đi. Xong từ từ hay ấy. Bạn đi kiếm đoạn băng đi, tôi qua cửa sau. À đéo được, tôi phải bật cái kia lên thì bạn mới xem được đúng không? Vẫn phải đi qua rồi. Đây nhá. Đại khái là rồi đại, tôi bật cái đoạn băng này lên. Nhẹ cái này còn bấm cái này thôi. Xong. Bạn tự xem mặt băng nhá. Từ đã. Bên đen này. Tượng chắc chắn đây rồi. Mã cái cửa này mà. Thực ra mình chơi cờ vua chẳng biết. Con vua thì phải lùng tỉnh như này mà. Tượng lên 3 ô vẫn đúng. Ủa sao bây giờ nó lại đi đúng này, lại bị lỗi game rồi. Bây giờ mới đi từng lượt một này. Thế tượng lên 3 ô xong thì đến con gì? Đến con tốt, đến bên đen. Trước mặt con mã bên tay trái. Xong rồi chiếu vào con tượng đúng không? Không, nó chỉ tiến lên một bậc thôi bạn ơi. Tiến một bậc không bắt tượng à? Nhưng mà nó ở gần tượng đúng không? Đúng rồi. Rồi xong con hậu lên mấy ô? 2 ô. Vẫn đúng này. Con đen làm gì nữa? Mã ở cái con tốt vừa đấm lên, tiến lên phía tượng. Tiến lên phía tượng, trước mặt tượng, cách một ô. Ừ, đúng rồi. Sao nữa? Trắng. Hậu ăn thẳng mặt, hậu ăn thẳng mặt tốt, chiếu vua hết tượng. Trời ơi, sao nãy nó bị lỗi nhở? Lấy hai con trắng đi một lúc cơ bạn ạ, đéo hiểu. Nó không cho con đen đi, chắc là bị lỗi rồi đúng không? Đó là game này nó free mà. Ý phẹ thôi, xong đến đoạn sách rồi. Bạn ơi, tôi có một quyển sách có 5 ký tự. Tôi không biết như nào, nhưng mà trước mặt của tôi có một cái như kiểu là cái bàn đá để tôi bước đi ấy. Tôi sẽ phải bước đúng ô, tôi đoán là như vậy. Thì tôi mới đi qua được cái này, đến cái cửa bên kia. Sách của bạn màu gì? Sách của tôi thì nó chỉ có ký tự thôi. À, quyển sách màu xanh nước biển. Cái màu xanh nước biển. Chẳng thích. Ok, bạn tài ký hiệu mình. Có 5 ký hiệu nhá. Đầu tiên là con mèo, tai nó vuông. Bạn cái nào? Con như kiểu con mèo ấy. Nó giống, tôi nghĩ là giống con mèo. Tai nó là hình tam giác chứ không phải vuông, tôi nói lộn. Tai nó nhọn, hình tam giác. Hai cái tam giác đan vào nhau. Rồi. Hình thứ hai thì nó là hình tôi đéo biết tả nó hình giống. Cái này nó hơi giống cái hình. Tôi tả hình thứ ba đấy nhá. Tôi đoán là bạn cũng biết là cái hình này, cái hình này nó hơi bậy, bạn hiểu không? Thế tôi sẽ không tả hình này. Rồi, hình thứ ba đoán thử. Tôi thử hình. À, thì hình cuối cùng đi. Là hình cái robot đang ngồi trên cái thuyền. Robot có một con mắt tròn ở giữa thôi. Đúng rồi, cũng quyển sách rồi đấy. Bạn đọc tiếng Anh đúng không? Ừ. Đấy, bạn đọc đi, giải đố đi xem như nào. Ủa, tôi phải đọc tiếng Anh á? Thì bạn đọc cho tôi để tôi biết đường đi chứ. Bây giờ trước mặt tôi nhá, là có một cái bàn cờ. Có 5 ô
5 ô hàng ngang và đôi 4, 5 ô hàng dọc. Bây giờ tôi phải bước đi kiểu gì để tôi qua được cái này? Đi từ quyển sách đấy ấy, xong bạn phải đi tìm cái nội dung bên trong ấy đúng không? Trong nó có nội dung chứ. Hả? À? Không phải, tôi chỉ nhìn được ký hiệu giống bạn thôi. Nhìn ký hiệu chẳng làm được cái gì của nó. Không, nó phải có chứ, nó phải có cái này nó phải có kiểu như bìa quyển sách hoặc là ở đâu đấy nó có những cái đoạn ký tự là tôi phải bước hướng nào, bước hướng nào. Tôi thấy một cái nó cũng giống quyển sách của bạn màu gì ấy. Màu xanh nước biển. Bạn này tôi có quyển sách cũng giống như thế. Bạn phải tôi xong rồi, có mấy cục đó. Bạn phải tả đủ đi bạn ơi. Tả đủ hình nhá. Ừ. Đây nhá. Hình đầu tiên là hình con mèo, nó có hai cái tay, thân nó hình tròn, hình cong lên chứ không phải hình tròn nhá, hình cong lên. Hình cong lên. Một nửa một nửa anh elip, đầu tai nó thì là hình tam giác. Tai nó là hai cái hình tam giác nhọn lên. Rồi. Đấy thứ hai là bậy bậy. Hình hai là bậy bậy. Hình thứ ba là hình đầu nó, đầu nó thì là hình từ kiểu từ bạn dừng lại, hình mèo tôi nhìn thấy không? Có cái sách nào cũng giống hình như nhà kia mà. Hình con mèo này, hình elip cộng lên cong lên đúng không? Đầu thứ hai mà. Thân nó là cái hình như kiểu là một nửa của hình elip ấy. Đấy. Để có một cái nữa thì không nghĩ như thiếu này. Những cái hình thứ hai tôi nghĩ là nó sẽ khác nhau rồi. Hình thứ hai nó bậy bậy ấy, mà là kiểu nó có mỗi một cái đầu, cái bần phần trên của nó nhá, là có mỗi một cái nhọn, một cái que lên với cả một cái que ngang sang ấy. Thế thôi. Ừ. Nó là kiểu hình, nó là hình để bên dưới nó cũng là hình elip một nửa nhá, xong nó có cái ngang, nó hơi giống cái con đấy. Xong rồi bên trên thì nó có một xong. Hình như chỉ có mỗi quyển đấy thôi đúng không? Hình thứ ba. Hình thứ ba sẽ là một cái đầu, cái như kiểu cái đầu của nó nhá. Tôi tả cái đầu nhá. Nó là hình elip luôn. Ừ. Xong rồi nó từ cái đầu đấy nó sẽ có một đường nối xuống, xong nó vòng cái đít lên. Còn xong. Rồi. Đấy, xong rồi nó có hai tay hai bên. Đúng nhỉ? Được. Rồi. Còn hình thứ tư nhá, là hình một cái thằng như kiểu là giơ cánh tay lên trời, ba cái tay nó cũng tròn mà đầu nó cũng tròn luôn, ba cái tròn. Chân nó là gạch ngang. Thằng người giơ tay lên, hình thứ tư nhá, hình thứ tư trong đấy nhá. Đầu là nó west là hướng nào? Cái gì cơ? West là hướng đông hay là từ mẹ bạn hỏi tôi west là north, bên north là bắc, south là nam, bên trái, bên trái. West là đông à, east là tây, đúng rồi. Bạn west bắt là đầu ở ô north bên trái. Cái gì cơ? Bạn bắt đầu ở cái ô sang nhất ở góc bên trái. Góc bạn có hiểu không? Ít là đông, quét là tây à? Cái gì cơ? Ừ, phía tây đây. Ừ, bạn bắt đầu đằng sau quyển sách nó có ghi hướng dẫn đi. Là sao? Bắt đầu ở cái ô góc bên phía tây. Góc bên phía tây. Nhưng mà nó là bạn đọc lại tôi là quét hay là ít? West. West là tây. Tây là bên trái đấy. Tây là bên trái của trái. Mình đúng không? Là sát trái ấy, đúng không? Ừ, in the fan. Thôi chết mẹ rồi, đi nhầm rồi. What? Nghĩa là tôi phải đi được vào cái cạnh trái đấy nhưng mà tôi đi nhầm rồi. Tôi lại quyển sách lại bạn ơi. Ô vẫn quyển sách đấy bạn ơi. Okay. Mà tôi đéo đi được sang bên trái bạn ạ. À đây rồi. Bắt đầu bằng bên sát trái đúng không? Đúng. Tiếp. Một bước di chuyển về phía bắc, có nghĩa là tiến lên. Tiến lên một bước. Trans là bước mấy bước? Hả? Bạn đọc lên tôi dịch với em nào.
One means not twice. Nó sai đúng không? Có lẽ bạn tiến lên. Đúng rồi. Đúng rồi, tiến lên một ô đúng. Tiếp đi bạn. Bạn tiến lên một bước nữa có đúng. Take one á. Take one xong còn gì đâu. Take one step sau. Bước một bước về hướng này. Vẫn Những đúng. người đi đủ lại. Tiến một bước nữa vẫn đúng nhá. Thế là tiến thêm bước nữa đi. Tiến tiến. Tôi phải tiến 3 bước rồi. Tiến 3 bước à? Không, tiến 2 bước rồi bạn ơi, chết rồi. Đổi câu hỏi, okay. Chết rồi, đổi đổi ấy rồi. Đổi sách các bạn ơi. Đổi sách rồi. Chết mẹ, đổi sách rồi, sách vừa nãy thì nó ấy nhá. Đây là đầu đầu con mèo nhưng mà nó không có thân, mà nó chỉ có một cái gạch ngang thôi. Cái hình này cũng bậy ấy, nhưng mà nó có hai cái đường, hai cái cong ở hai bên. Có nghĩa là nó có thêm hai cái hòn á. À ok. Để rồi, thằng cuối, cái cuối cùng nhá là cái căn nhà mà lúc đầu bạn tả tôi ấy. Rồi, ok. Được chưa? Hình thứ tư. Hình thứ tư là cũng là thằng người cũng có ba cái tay giơ lên nhưng mà người nó hình cong, người nó cong cong và cái chân nó như kiểu ba chia ấy. Ừ, thằng ở giữa nó cong cong. Ừ, người nó cũng cong cong, xong đầu nó có một cái gạch ngang, đầu nó tròn có gạch ngang. Ừ, khó thế. Sao? Và tiếng Anh khó hay là cái hình nó khó? Được. Tiếng Anh khó. Bạn đọc đi, tôi giải cùng cho. Before one start in the east, trước khi bước một bước ở phía đông. Ừ, câu đấy lừa rồi, câu đấy anh lừa rồi. Trước khi bước về phía đông. Take one step backward. Là chỉ bước một bước ở phía tây trước à? Bước một bước ở phía tây, tây là phải chết vậy à? Tận tay trái. Sai luôn, cay thế nhở? Hả? Sai luôn bạn ơi, lại đi. Cái hình lúc đầu, hình lúc đầu rồi, hình lúc đầu tôi biết rồi, tôi biết rồi. Hình lúc đầu rồi, về lại hình lúc đầu rồi. Là cái góc này. Đi hai ô lên này. Rồi. Được chưa? Bây giờ bạn đọc câu thứ ba đi. Cái hình lúc đầu rồi, hình lúc đầu kiểu lúc đầu rồi bạn ơi. Tôi đang đến ô thứ ba giữa bàn cờ rồi. Bạn đọc lại từng bước một xem nào. Thế mà nếu mà đi lên nữa không phải thế là bạn đã lùi lại rồi. Thế còn steps này. Bước một bước về phía này. Thôi bạn đi lùi lại. Rồi. Lại đi lùi lại. Đúng không? Là tôi đây giờ đã ở hàng 2. Đúng. Nhưng. Nhưng làm sao? Not before, but not before taking two step is mẹ ở đây bây giờ tôi nghĩ là tôi phải liều, tôi bước sang đây đi mẹ giống chết nhở. Trước khi bước hai bước về phía đông thì bước tiếp về phía bức tường phía tây. Mà bạn ngậm bên góc mà đúng không? Đó là bên cạnh bàn rồi đúng không? À, tôi hiểu rồi. Bức tường ở phía tây đúng không? Tường phía tây. Rồi, bây giờ tôi đi thẳng lên là xong rồi đúng không? Tôi về đúng không? Bạn hết câu chưa? Chưa. Bạn đọc tiếp mấy câu sau đi, tôi nghe xem nào. Then he told Zen that he don't. Cái gì? Zen, cái gì? Then hit. Đi thẳng đi. Rồi. Forward. The end of it all, như kiểu là đến đây này. Bây giờ như này nhá, bạn đọc lại mấy cái bước, bạn đọc lại cái bước mà lùi lại một ô đi. Xong rồi đi vào take bức tường phía tây out. Đi. But not before taking to step it. Nhưng không trước khi bước hai bước về phía đông. Ờ. Chỉ tiếp tục cố gắng đi thẳng thôi. Thì có nghĩa là vừa nãy tôi đứng ở góc tường đúng không? Thì bây giờ tôi chỉ được quyền rẽ phải thôi. Rẽ phải là sẽ bước về hướng đông. Đông. Là bức tường phía đông. Thì bây giờ tôi mới bước một bước và đã đúng rồi. Bây giờ một là tôi đi thẳng về đích luôn. Hai là tôi bước thêm một bước nữa hoặc là lùi lại một bước. Lùi lại một bước thì sai rồi. Cho nên là bây giờ chỉ còn tiến thêm một bước hoặc là
hoặc là đi thẳng về phía đường thôi. Đấy chỉ còn hai cái đấy thôi, bạn hiểu không? Thế bạn đi tiếp một bước nữa. Đây là cái two step mà. Hai bước mà. Two step á? Tôi nghĩ sai đó, tôi nghĩ đi thẳng về tường là ngon á. Tôi bước một bước đấy nhá. Để giữa bàn cờ. Đúng này. Nào, thế là phải đi sát vào bàn tường rồi. Ôi may quá, lại cái vừa nãy ạ. Kìa, nào lại. Thề luôn cái này, cái đoạn, cái tường này nó ngần. Chết rồi, đổi rồi. Để đổi lại cái cũ đi. Không, cái này tôi có cách đấy. Chết đi để đổi lại đúng quyển sách mình cần đấy. Ôi khác luôn mà. Khác luôn, cái con này con khác rồi. Lại một lần nữa đi, cho đúng cái con đấy đi. Có dễ đi, tại con kia gần xong rồi. Ơ kìa. Cái đổi cái quyển sách cái khó vậy. Ơ à, cái quyển này thôi. Đọc quyển khác là lú đấy. Ui vậy là quyển ngôi nhà này khó đấy. Thôi. Chết lần cuối nhá, lần này mà không ra đúng nữa. Chết rồi bạn ơi, phải đổ quyển sách rồi. Bây giờ toàn ra quyển này thôi. Mía. Bạn ơi, đổi quyển sách thôi, quyển này nó ra hoài á. Ừ. Quyển nó như cái quyển mà bạn vừa nãy bạn tải tôi ấy. Nhưng mà cái con, cái thứ hai nhá, nó khác cái con thứ hai này. Là cái con cái hình đấy ấy, nó có thêm cái cong ở dưới. Con Robo ở cuối ấy thì đầu nó tròn và nó đi trên một cái thuyền cái đế thuyền đấy nó cũng tròn luôn. Con thứ ba thì đầu nó không tròn nữa mà đầu nó dẹt à, đầu nó như kiểu hình ngôi sao ấy. À hình nó thoi, đầu nó là hình thoi xong có cái nhọn lên. Con tư chứ. Không. Đầu tiên vẫn là cái con mèo đấy nhá, con mèo mà cái thân nó có hình elip ấy. Còn hai tay ấy. Thứ hai là hình cái đấy nhưng mà nó lại cái chân của nó lại có cái vòng lên, cái vòng cong lên ấy. Rồi, con Robo cuối cùng thì đầu tròn, một mắt chấm và cái thuyền của nó là thuyền tròn luôn, thuyền nó là kiểu cái cong thuyền tròn tròn á. Còn con thứ tư ấy, con thứ tư là cái thằng người giơ ba tay lên, nó có ba cái chân đứng dưới đất nhưng mà ba chân đấy nó thẳng luôn. Như chân gà ấy, xong rồi đầu nó thì là đầu hình thoi, sau nó có nhọn lên một tí. Được chưa bạn? Được. Nhà lại thành câu đố mới rồi. Bạn đọc đi, bạn đọc cho tôi. Câu này có vẻ dễ. Đâu bạn đọc xem nào. In the western corner. West. Yeah. West là phía đông. À phía tây. Ừ. Nhưng mà lại your star có nghĩa là nói dối à? Nhiều câu nó đánh lạc hướng ấy, bạn chỉ bạn cứ đọc. Đọc hẳn ra đi để tôi nghe xem nào. Bạn đọc tự tin vào để tôi. In the western corner lies your star. Tôi hay nói dối. Ờ. Moving north. Tức là cứ đi thẳng. Cứ đi thẳng về mắt. But watch your step. Cẩn thận cái bước đi của bạn. Ờ. Trước khi cái gì đây? Từ gì đây mình không rõ. Trước khi từ gì? The last time. Trước khi là chắc là đến cái bước cái bậc cuối cùng đúng không? Bước cuối cùng đúng không? You must hit it. Hit it. Khó hiểu nhỉ? Bạn vừa kêu dễ hơn mà bạn. Chuyện. Phải Google gì con? Từ đáng cái câu đầu tiên nó là như nào bạn đọc đọc lại cho tôi chưa hiểu lắm ấy. In the western corner. Ở góc cuối cùng của phía đông, à của phía tây, west là tây, east là đông. Ở góc phía tây. Cái gì? Lies. Lie. Lie là IE đấy. Ừ rồi làm sao nữa? Lại lie gì nữa? Bạn tôi lại tra Google. Sao? Có nghĩa là góc phía tây là điểm bắt đầu của bạn. Góc phía tây, lại góc phía tây. Đúng không? Đúng, xong sao nữa, nó nói gì nữa? Keep moving north. Tức là bạn tôi đang tra Google đấy. Ừ. Tôi cũng tra đi bạn ạ, cũng được. Cái Google lắm, lúc tra ngu lắm, tôi sợ tra Google tra sai chứ. Keep moving north.
tức là tiếp tục với thành sẽ bạn, nhưng mà hãy cẩn thận bước đi. Phải kết thúc, phải kết, cẩn thận bước đi bạn nhé, nhá lú thế nhở. Nếu chính nhỏ mình đấy thế. Hai bạn sang đây đi đi để tôi dịch cho. Ồ, trước viên gạch cuối cùng. Trước viên gạch cuối cùng. Ôi, tôi đi được 4 ô rồi. Trước viên gạch cuối cùng làm sao nữa? Viên gạch cuối cùng, bạn đi về phía đông. Đi phía đông mấy ô? After the two step, hai bước. Hai bước hả? Đúng hai bước đúng không? Một, hai, xong. Cuối này, tôi còn một cuối ra đấy, tôi nghĩ là chắc đi về cửa là xong đấy. Take one step, trốn mắt từ sang, đi một bước về phía nam. Đi bước về phía nam. Lùi lại á? Sao mà? Chắc không vậy. Thì vẫn còn mà bạn. Ờ còn đúng. Hai câu nữa mà. Ờ rồi, tiếp. Tiếp đi, tôi xong cái phía nam rồi đấy. Bạn tôi đã tra Google của Tân. Đi đến bức tường phía đông. Đi tới bức tường phía đông gì? Ừ. Là đi kịch hai ô luôn. Xong. Then, sau đó bạn có thể cố xin đi thẳng phía cửa. Đúng. Xong xong xong. Cửa đâu? Xong 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 xong. Giờ chết rồi, đến cái đoạn nào đấy. Xong bạn ơi. Xong rồi nhá. Okay. Bây giờ đến một cái phòng. Phòng này nó là Blood Blood right. À, phòng này là phòng, tôi biết rồi. Phòng này là phòng kiểu như là phòng múa rối bạn ạ. Nhưng tôi không nhìn thấy sân khấu, mà tôi sẽ là điều khiển những cái con rối này chạy ra. Ở bên tay trái của tôi. Ladies and gentlemen, welcome to tonight's feature show. Feature show. À, tôi sẽ điều khiển những cái con này chạy ra để múa show. Bạn của bạn có cái gì? Bạn nhìn thấy cái gì? Cái sân khấu nhìn cái gì vậy? Tôi có cái sân khấu ở đây. Và lắc like để làm gì nhở, chưa biết nữa. Cảnh 1 này. Bạn có nghe nó nói chuyện gì không? Vừa nãy một hai câu còn hết rồi. Giờ nó còn nói gì nữa không? Không. Đây, tôi có một cái máy khác này. Ơ, cho bạn gạt đi. Bạn không gạt tôi. No one. Ơ, thì có chú hề ở kia đi nhá. Chú hề á? Thế tối nó dí chú bạn à? Hề nó quay vào đây. Ừ. Nó dí bạn rồi. Bạn ơi, bạn nghe cái đoạn radio không? Tôi không nghe được. Có, tôi nghe được. Thế bạn đọc lại tôi đi, chắc là nó là cảnh của cutscene này rồi. Nó là dữ liệu đấy. No one wants the castle gì. Không ai ở trong trong toàn lâu đài. Ừ. Đây là tôi cho cái gì không ra. Không ai muốn ở trong toàn lâu đài. Tôi vừa xoay cái gì nhỉ? Cảm thấy như nào đấy. Có thể cảm nhận được máu à? Tiêm được rồi. Ê, con đấy nó sắp tiến đến gần tôi. Chết rồi, thế mình phải làm đúng đấy bạn ơi. Bên phải
Chết rồi, nhà vua. Không ai ở trong, muốn ở trong tòa lâu đài gì. Cũng có một hai này. Cũng có một hai này. Muốn tòa lâu đài. Thế là bây giờ tôi cho cái tòa lâu đài không ra đúng không? Chết rồi, nhưng mà bây giờ tôi không biết cái tòa lâu đài nó ở cái cạnh nào ấy chứ. Không có một khoảng. Tòa lâu đài nó ở cái nhận nào? Được máu ạ. Xin của mày đất. Nghe rõ không? Tòa lâu đài nó ra chưa? Ui, đây đéo phải tòa lâu đài, đây là công chúa. Ở rồi. Đây được ai? Đây được nhà vua. No one á. No one thì tôi nghĩ là mỗi tòa lâu đài ra thôi. Bây giờ bạn cứ nghe đúng đi, bạn tự tin tiếng Anh của bạn vào. Tôi gạt luôn cảnh 1 nhá. Sai rồi. Mẹ rồi. Chưa xong, còn đấy lại tiến lần tốt hơn. Cái tòa lâu đài với cái gì? Bạn nghe lại lần nữa đi. Bạn đọc lại tiếng Anh cho tôi đi. No one wants. No one wants a castle. Feel a blood. Là sao tôi không nghe được? À, là tôi phải bật blood line lên. À, đúng rồi. Không phải. Không phải bạn ơi. Blood line này là như kiểu là đèn đánh nhau hay sao ấy. Như là nếu mà cutscene thì đánh nhau. Cảnh, đây là cảnh 1. Nó đổi sang được kìa. Cái gì cơ? Con đấy lùi xa nhưng mà sai thôi. Bạn cho nó ra không thêm chính giữa đi. Chính giữa, chưa chính giữa. Chết mẹ rồi, tốt loạn quá. Ok kìa. Rồi, con bạn cho cái đèn lên. Có cái đèn lên. Nhưng mà bây giờ tôi bị không được, bạn cho dịch sang bên trái một tí. Dịch sang bên trái một tí. Đây là trái phải. Rồi, ok, để nguyên đấy. Đây chắc là cảnh 1. Từ nãy giờ tôi vẫn nghe như thế này. Tai bạn ạ, không đúng. Ờ, tôi sắp đi rồi bạn. lại khó ấy. Cái này bạn phải đọc đúng cảnh 1 cho tôi cơ. Tại vì bên này nó sẽ có tòa lâu đài. Nhưng mà nó không phải là hình tòa lâu đài, mà nó là tượng trưng thôi. Bạn hiểu không? Nó sẽ là tượng trưng. Là có hình lâu đài, có hình nhà vua, có hình hoàng thượng, à có hình hoàng hậu, có hình ba thằng thường dân và một hình như kiểu kỵ sĩ ấy. Tại vì cái thằng đấy ấy là nó có hình cầm cái kiếm và nó chém vào cái đầu của nhà vua, thì không phải nó chém vào cái vương miệng, thì tôi đoán đấy là chắc chắn là cái thằng kỵ sĩ ở hiệp sĩ gì đấy giết vua rồi. Nhưng mà cái đoạn đấy thì như nào nhỉ, đoạn đấy mới là bật bloodline thì phải. Bạn ấn lại retry đi bạn ơi. Khó nhờ, bạn bên nghe tiếng Anh khó đấy. Tăng vốn kiến tiếng Anh. Có đổi bên không? Bạn có muốn thử đổi bên không? Bên này chắc chỉ quay thôi. Bạn ơi. Chờ tiếng. Thế thì tôi nghĩ game sắp phá đảo đấy. Tại phần 1 mà nó ngắn lắm. Chết mẹ rồi, chơi lại từ đoạn này bạn ơi. Sẽ ảo đấy nhờ. Đoạn nào? Đoạn đi qua cái ấy ấy. Chết rồi, cái con này với ngôi nhà. Từ từ để tôi tìm đúng cái hình vừa nãy, tôi đi cho nhanh bạn nhé. Rồi xong. À rồi, tí nữa mình cứ quay vào đúng cái ô này mình đi thì nó dễ hơn. Rồi, tới đoạn cutscene nhá. Bạn nghe đi, bạn nghe thử xem nào. Đây hình lâu đài này, đây hình nhà vua này. Đây là hình hoàng hậu à? Hoàng hậu này, cái kiếm chém nhà vua này. Ladies and gentlemen, welcome to tonight's feature show. Feature show. Nghĩa là một cái show nghệ thuật. À, show mô hình chứ. Feature mà.
bạn nghe đi, bạn đọc lại tôi. No one wants custom. Không ai. Xem lại. Không ai ở trong castle. Chỉ thế thôi. Phải là thế cái castle ra giữa chưa? Chưa ra giữa. Lệch một đô à? Như nào nữa? Rồi, rồi bây giờ đủ rồi, chính xác rồi. Thì bây giờ gạt lại thôi. Không đúng bạn ơi. Low one. No one. Feel the blood cái gì? Tại cuối tôi chẳng như là gì? Feel the blood cái gì? Nghe ra nó khó nhỉ? Rồi bà lắt đấy. Là bây giờ cái kia đang nằm ở giữa đúng không? Mọi lên sang bên trái thôi. Sao cái đèn mọi lên sang bên trái đâu? Đèn lệch sang trái á? Ừ. Thế thì cái này nó phải sang trái. Vào cái đèn chưa? Rồi. Phải rồi. Thế này hay là cái lâu đài chắc chắn sẽ có nhà vua nhỉ? No one cơ mà. Bạn ơi bạn xem cái nhà vua no có chui vào cái lâu đài không? Chưa. Chui vào chưa? Nữa, chưa. Rồi. Rồi đúng không? Đèn mà lắt like thì không phải rồi. Bạn tắt đèn đi thì nó lại bị lệch. Tắt đèn đi bị lệch chắc là sao? Bên phải, bây giờ lệch sang bên phải nữa. Lệch sang bên phải nữa là thằng vua hay là cái tòa lâu đài lệch ấy, cả hai đều lệch. Lệch tất đấy là bên trái rồi. Bên trái tại của tôi bị ngược mà, tôi trong này tôi đâu biết đâu. Đấy rồi bên bờ lắt là cái gì nhỉ? Chết mẹ rồi bạn ấy, cái đoạn của bạn hay là tôi bạn ra mẹ mày đổi bên không, đổi vế không, đổi vế đổi dấu không? Không nhưng mà này bị vướng cái đoạn đi qua kìa. No one. Bạn phải nghe kỹ cái đoạn đấy bạn bảo tôi cơ, chứ cái này khó rồi đấy. Tôi nghĩ là không có ai muốn từ quan ấy là muốn tòa lâu đài kiểu sao đó. Bây giờ như này nhá, có thể là không phải castle đâu, mà tôi nghĩ là người. Chết bẹ chết rồi luôn nè. Nhanh thế. Bạn nghe kỹ lại đi, tôi cái nhiều câu ấy được mình nghe được từ castle nhưng chưa chắc phải castle đâu. Hoặc là nó chỉ có hàng hậu hoàng thượng thì sao? Đoạn một khó nhỉ. Lại đi bạn ơi. Cứ nghe tự tin xong bạn đọc lại tôi được. Bạn đọc nguyên lại như nó đọc như nào, bạn đọc như thế cho tôi xem nào. Mình thử chơi một game kiểu thế xem có dễ hơn không. Đi bạn ơi. Tôi nghĩ sắp phá đảo rồi, tại vì tôi nhớ là game này có mấy mê thôi mà, mấy trăm mê mà, hay là một ghi mấy thôi mà. Đoạn này là tôi đi bạn hết nửa game rồi. Nhanh bạn ơi, làm lại được á. Bạn bây giờ bạn nghe kỹ là được. Bạn nghe tự tin vào, bạn phải nghĩ là bạn giỏi tiếng Anh chứ. Bạn phải tự tin vào. Đơn giản của tôi đó, nó chỉ có 6, có 5 cái mảnh thôi bạn ạ. Nó ghép thành một câu chuyện. Đầu tiên là tòa lâu đài, hai vị vua hoàng hậu, hoặc ba thằng thường dân, hoặc là thằng giết vua. Tôi nghĩ thằng giết vua thì nó sẽ combat với vua ở cuối. Còn lúc đầu ấy nó sẽ là một cảnh rất là yên bình, lâu đài và người dân hoặc là cái gì đấy. Hay là tôi cho tất cả ra nhỉ? Bạn sẽ chi. Nhưng mà bây giờ phải cho cái gì chứ? Đi trai lại ra đi. Thì tôi nghĩ là tôi cho mẹ tất cả mọi người ra. Chào sân, cảnh 1. Trừ thằng giết vua. Đúng không? Bạn vào đi, bạn retry đi bạn. Bạn kích chuột đấy. Hay là tôi nhỉ? Đâu bạn chứ, tôi giờ tôi mới nghe tiếng bạn kích chuột này. Nó phải cái này. Ủa đúng cái kia đi cho nhanh. Trời ơi, đến cái đoạn này nó cứ trượt thôi.
đây rồi. Đi cái này tôi run lắm luôn á. Đi trượt phát là trượt luôn á. Rồi, tôi tới cảnh cutscene rồi. Bây giờ có tòa lâu đài, có thằng dân. Ladies and gentlemen, welcome to tonight's feature show. Chắc là cho lâu đài luôn rồi. Không đâu rồi. Bạn cho tôi xem cảnh lâu đài nó nằm ở giữa nhá. Giữa chưa? Có đèn dám được giữa. Có đèn đó là phải đứa đèn mới dám được ở giữa. Đây là Bloodline. Bloodline tôi nghĩ là đèn combat chứ. Ok, sao tất cả mọi thứ lại ấy rồi, lại tụt lại rồi. Bạn ơi, bạn nghe chưa? Ừ, tôi nghe rồi. Lâu đài đến đâu rồi? Đấy, vừa ở giữa rồi. Chuẩn hả? Tôi bị lag bố cái này rồi. Thế thằng người dân đến đâu rồi? À, thằng người dân. Đây là hoàng hậu mà. Đây là hoàng hậu á? Hoàng hậu ra đến đâu rồi? Ừ. Hoàng hậu mới ra gần đến tòa lâu đài rồi. Hay là cho vào hẳn tòa lâu đài nhỉ? Được. Vào bên trong tòa lâu đài á? Chưa. Kích coi. Cái cạnh tòa lâu đài rồi. Kích coi. Thế bạn phải cho tòa lâu đài lại gần. Thế nhà vua ở trong tòa lâu đài sao? Nhà vua có đứng đây. Đã vào chưa? Rồi. Đây, chắc đây là thường dân rồi. Thường dân thì đứng đâu đây? Ở đằng sau tầm này. Kịch rồi ạ. Kịch chưa nhở? Chưa biết. Kịch rồi, kịch rồi. Kịch rồi thì cho nghe bạn phải cho dịch lâu đài lắm. Kéo được, tôi bị lỗi này rồi. Dịch quả lâu đài vã. Lâu đài, ừ. Làm như này. Đúng rồi. Sao nữa? Nhà vua có di chuyển được vào thêm không? Có. Không, kịch rồi. Thế bạn tắt cái đèn đi. Ơ kìa. Rồi, sao nữa? Tất cả đều kịch rồi, không làm gì nữa. Ừ, không làm gì nữa. Thế tôi chịu. Bây giờ ra đấy hết rồi. Tôi bấm ra nghe này, chỉ có mỗi câu đấy. Bạn đọc lại toàn bộ, nghe toàn bộ lại câu bạn đọc đúng lại như nó, tôi xem nào. Nghe lại một lượt đấy. No one wants the castle. Feel the blood. Nghe đúng quá. Feel the blood á? Ừ. Tôi chả nghe là rõ nữa, nghe cái gì. Chết rồi. Tôi gần đến rồi. Cho nhà vua ra đi. Bật đèn đi. Không, tôi nghĩ là kiểu như là no one chắc là there once was a castle filled with life. Ơ, tôi nghe được tiếng này, đúng rồi này. Bạn ơi, vừa đây là cái hình gì? Làm tiếng hình gì đâu? Lúc nãy bạn không nhìn à? Không có hình gì, là không, cái lúc nãy cái scene 1 ấy mình phải nhớ tí mình làm lại mà. Là ba thằng người với cái lâu đài đúng ở giữa đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, cảnh 2 bạn nghe đi. And then the king. Và sau đó. Không nghe lại cái gì luôn. Lại. And then the king. Tôi nghĩ là đến nhà vua xuất hiện rồi.
phải đâu, kinh nó phải có cái gì nữa, kinh theo hoàng hậu đi, kinh và hoàng hậu, tôi đoán vậy đi. Chơi game giả lập đoán chữ đi. À, chết mẹ, quay nhầm cái castle rồi. Chưa chắc đã cần castle phát này. Mẹ, cái game này nó quay ngu thế. Đây hoàng hậu này. Ok kìa. Lại bạn ấy đoạn đầu nhớ rồi, đoạn 2 bắt đầu này. Bạn ấn vào cái chữ retry form checkpoint ấy. Bấm nhanh cái anh em tiếp tục cái nhanh ấy. Cảnh 1 tôi nhớ rồi, cảnh 1 là phun thằng người với cả lâu đài. Giờ cảnh 2 này. Các bạn tôi không nghe được ấy. Không thể là nó ra mỗi kinh đâu, nó phải ra như kiểu cái lâu đài lúc đầu ấy, nó phải ra với cả ấy nữa. Cái nó chuyển sang thì nó ra cái khác các bạn. Cái gì cơ? Là sao? Cảnh 2 ra cái khác thì sao? Cái mà bạn đẩy ra có thể là những cái khác. Không, nó vẫn là những cái đấy. Tôi chắc chắn, tôi dùng mà. Tôi đẩy con vua với con ấy ra thôi. Ladies and gentlemen, welcome to tonight's feature show. À, tôi nghĩ cảnh 2 nó sẽ thêm con vua vào thôi. Đúng không? Không đúng bạn ơi. Chết rồi. Ơ, bây giờ bạn bật mấy cái tiếng kia à? Trời ơi, bạn phải bật cái tiếng ấy lên, không nó không tính. Trời ơi, tôi quay ra nơi rồi mà. Bạn phải bật lên thì con hề bắt đầu đuổi, nó bắt đầu mới tính. Bây giờ cho tôi hỏi là cái này giữ sàn chưa này? Rồi, giữ rồi. Ồ, thế cái này cứ kịch tôi. Cứ bây giờ quay con nào là con đấy ra kịch tôi là hết. Hiểu luôn nguyên lý của game luôn. Rồi. Vẫn thế mà. Vẫn thế nhưng xong cảnh ấy rồi, bạn nghe tiếp cảnh 2 đi. Không. And then the king. The king xuất hiện đúng không? Rồi, the king xuất hiện, the king slide. Mẹ, cái này quay mỏi tay vãi đái. Tôi nghĩ vẫn 3 thằng dân xong thêm thằng king nữa. Cùng lắm là thêm con hoàng hậu thôi. Mẹ, cái khó thế. Game bấm mỏi tay vãi đái. Sai luôn, thêm hoàng hậu, chắc thêm hoàng hậu à. Để kinh vào giữa đi bạn. Kinh vào giữa, vào đâu cơ? Giữa sẽ cần phải đi vào thêm nữa thì nó. Full rồi. Thế bạn dịch cái đống bọn đằng sau đi. Quay theo hướng ngược lại được. Cất bố thì không được bạn ạ, nó chỉ có cất đi hoặc là cho ra thôi. Thế thì tất hoàng hậu đi, không có kinh ở đây nữa. Tôi... Nhưng mà kinh đi vào giữa lâu đài. Kinh đi vào giữa lâu đài. Ừ. Thế bây giờ tôi sẽ lùi lâu đài lại nhá. Được chưa? Quá rồi. Kinh không đi lên được nữa à? Kinh mắc rồi. Rồi. Thế giữa ở đây thôi. Giữa chưa? Giữa rồi. Kinh mắc rồi, nó chỉ có lượt đi cũng cụ thể thôi mà. Phải rồi. Chứ như nào nhở? Bạn nghe lại xem nào. Phải nhở? Nghĩa là kinh phải có hàng hậu chứ. Bây giờ tôi thử bloodline xem nó có khác không? Hay bloodline vẫn ở góc đấy? Bloodline vẫn thế vậy. Bloodline là nhà vua chết rồi. Tôi nghĩ là chỗ cảnh là nhà vua chết rồi. Thằng nhà vua bị thằng kia giết mà. Đây là sẽ là điểm combat rồi. Cơ bản là bây giờ thế thì phải có một cái hình khác mà thằng vua đánh nhau. Nãy tôi với bạn chưa thử cái này mà có hoàng hậu đúng không? Tôi nghĩ là có hoàng hậu chứ không thể con hoàng hậu này nó phải có mặt đây chứ.
Lỡ gì? Đấy, tôi bị ngay mà. Thề phán đoán chuẩn luôn. Có nghĩa là nó sẽ cho một nửa câu đố thôi, mình phải tự giải cái con này á. And then all tất cả cái gì đấy. Tất cả sau cái gì đấy đúng không? Ừ. Tất cả hả? Tất cả đấy chắc trừ được kỵ sĩ rồi. Tôi vẫn nghĩ là cái này nó chỉ quay kịch thôi. Bạn vừa thấy tôi quay kịch hết đấy, chứ tôi không quay thằng vua vào giữa và dùng gì đâu. Cái game này nó chỉ có quay kịch thôi, chứ nó không có cơ chế gọi là ấy đâu. Mình phán đoán luôn. Chứ bây giờ mà mẹ mày ngồi ấy nó thì lú lắm. Ngồi gần căn căn góc nữa thì không đủ tham đâu. Thằng kia gần bạn chưa? Ôn giờ cái gì? Gần lắm rồi. Đúng rồi, vào hết rồi. Cảnh năm. Năm là cái đéo gì nữa. Until. Cho đến lúc nhà vua bị giết à? Chưa, đây chưa là sao? Nhà vua chưa bị giết bạn ơi. Bây giờ mới còn thằng kỵ sĩ nữa. Cảnh này cảnh gì? Nghe đi. Cho đến khi nhà vua giết ai đó. Ai nhà vua giết ai đó thế combat nhà vua rồi. Thế cất thằng này đi này. Tôi nghĩ hoàng hậu sẽ không có mặt trong pha combat này đâu. Giao tranh chỉ dành cho những người đàn ông thôi. Nghe khó thế. Thằng kỵ sĩ ra chưa? Người hoàng hậu cất chưa? Rồi. Đây để tôi đi. Đấy, tôi okay. Cứ thôi. Bật bật lắt like lên. Nó phải luôn. Kỵ sĩ kịch vua kịch. Cái tòa được kịch hết rồi đúng không? Ô, chú kinh nhỉ? Hai nhà vua. Thế chắc sẽ có hoàng hậu. Đoạn này chỉ có mỗi thằng vua với thằng kia thôi. Hay là có mỗi thằng vua với thằng kia đánh nhau thôi, chứ cũng không có lâu đài nữa. Chú Kinh thì thằng giết vua đấy. Kinh QL ấy. Đấy chỉ thằng Hề với thằng giết vua chứ. Là cái thằng ở trong đám ấy. Thằng Hề ấy thằng giết vua á? Tôi nghĩ thằng Hề là thằng giết vua chứ. Thằng Hề nó đang đánh mình. Thế nhưng mà thằng Hề ấy thằng giết vua ấy hả? Là cái thằng trong đám người kia. Ơ nhưng mà cái ông cầm kiếm thì đúng rồi. Thế là như nào? Chắc là ông kiếm sĩ phải đúng rồi. Ông kiếm sĩ đúng chứ nhưng mà là như nào nhở? À hay là kiếm sĩ và trẻ kiếm sĩ và ba cái đội kia. Còn thằng vua đúng cất rồi, đi. Đúng rồi, đây đây. Thằng vua cất đi đúng không? Ừ. Ô, đằng sau lưng nó có hình cái kiếm này. À sao nhỉ? Hết rồi. Tôi tưởng lâu đài vẫn còn đấy. Toàn lâu đài vẫn còn á? Tôi tưởng vẫn sẽ còn toàn lâu đài. Đây để tôi kéo ra. Ê sao tối tối thế nhở? Tự nhiên bạn sắp hẹo bạn ấy. Tối lắm rồi bạn ấy. Tôi sắp đi rồi. Chắc phải rồi. Cứ chưa bật vào lát like này. Chắc phải luôn. Như nào nhở? Như nào bạn ấy? Bạn nghe câu chuyện nó là như nào? Until the king làm sao ấy? Không chẳng nghe ra được một cái gì. Còn có cả until the king làm sao đấy. Không nhưng mà mình xong 4 cái rồi. Bắt đầu mình sẽ chỉ giải ở cái thứ 4 thôi. Là nó sẽ nhanh lắm. Sắp xong rồi bạn ấy. Nốt đi. Mình nghĩ xong này là hết game rồi. Tại cái đoạn này. Bạn nhớ cái đoạn cutscene lần trước mà tôi với bạn chơi mà hết game của cái phần kia không? Là sẽ có thằng Hề. Thằng Hề nó xuất hiện đúng không? Nó đuổi nhà vua. Thì đây là chắc là hết của phần này rồi. Nốt đi, tôi mai nữa phải chơi bạn ạ. Vô. Anh em tôi nghĩ là chẳng tầm 5 phút nữa là xong. Nghe cái đoạn cửa này.
ở giữa là auto chết. Kìa. Kìa vẫn ra cái tòa nhà này vậy. Ra luôn. Tòa nhà chắc đi mắc phải chứ. Đây rồi. Ô kìa. Fuck. Đây đúng rồi mẹ. Ôi bạn ơi, chết rồi, câu đố bị đổi à? À không, như là nãy là con mèo khác hay sao? Mèo nó còn phải hình cong cong cơ. Khó quá này. Ôi đéo phải con này. Con mèo, người máy ấy đi. Đéo đi một hồi tôi mò mẹ ra đường đi của này. Sai, cái này sai này. Đây là thằng người máy tròn tròn này mới đúng cơ. Đây bạn ơi, đợi tí tôi qua nhá. Đây giờ mới qua này. Đổi mãi mới ra quyển sách đúng rồi, nhiều sách vai. Rồi bạn nghe nghe đài luôn đi. Đang nghe đài đi, bật đài lên nghe đi. Không quay được. Ladies and gentlemen. Ok. Welcome to tonight's feature show. Với thằng này thằng hề đúng không, thường dân à. Rồi, tôi bật rồi. Ok. Đầu tiên nó sẽ là tòa lâu đài. Chết. Ơ kìa. Nó bị lỗi cái này rồi. Kìa nào. Lúc đầu chỉ có là ba mấy thằng thường dân và ngôi nhà đúng không? Cần đèn và lát lai đúng không? There once was a castle filled with life. Mẹ cái đọc view vai gì đấy. King. Tiếp theo là king này. King này xong rồi And his wife. Có nghe rồi. And his wife đúng không? Đấy, tôi biết ngay mà. Nó kiểu như là nó sẽ có một từ mà bạn không nghe được, nhưng mà cái từ đấy nó sẽ rất là co. Ý bạn nghe đoạn sau bạn áng cho tôi là khoảng bao nhiêu ấy nhá. And there lived a king with his wife. Xong cái gì nữa, câu này là gì? Câu này tôi quên rồi bạn ơi. All they are happy and good. Tất cả mọi người đều rất vui vẻ. Là cho tất cả mọi người ra luôn à? À. Đúng không? Tất cả mọi người đều rất vui vẻ và hạnh phúc. Dài ạ. Tất cả mà bạn đã cho gì ra đâu. Sao nó tụt về hết nhở? Sao cái thứ tư lại không tụt về cơ? Lửa nhỉ. Thứ tư bạn vừa đẩy ra mà. Không, đến cái cảnh cutscene thứ tư tí bạn nhìn nhớ là nó sẽ không đẩy về. Nó sẽ không tụt về nữa. Mà nó sẽ bắt mình là phải trả cái gì về ấy. Cho cái gì ra. Ơ, trên toàn lâu đài đâu. Đây, đang quay này. Quay mỏi tay lắm bạn ơi, nó mấy vòng liền cơ. Nó cứ spam nút liên tục ấy. Đúng rồi. Đấy, nó không trả cái gì về này. Bạn thấy không? Là phát này mình phải bỏ cái gì đi cho đúng này. Bạn nghe kỹ à? Tôi nghĩ là bạn bỏ ông về đi. Cho ông vua cái ông kỵ sĩ kia ra QQ gì chắc là phải biết. Thay ông vua rồi. Nhưng có tòa lâu đài không? Không đúng không? Vấn đề là tòa lâu đài. Vấn đề đấy chứ. Nhưng mà cái tòa lâu đài gần đấy. Ờ, để hoàng hậu lại. Ok. Để hoàng hậu lại thì rồi. Tôi nghĩ là anh xin sự kiện kiên tèm ôn có nghĩa. Kiên tèm ôn có nghĩa. Giết hết rồi. Cảm ơn họ. Đúng rồi. Được chưa? Đúng rồi. Thế bật vào nút like nhá. Đúng. Đúng luôn. Đúng luôn. Cảnh 6.
Đấy, bạn đoán đoán được rồi đấy, bạn tự đoán cái cuối đi. Chỉ thế thôi mà. Đúng ở trong máu, anh nghĩ thề rằng. Rồi dừng lại, ớt quá rồi bạn đi. Được không, toàn lâu đài chắc chắn nó phải cho kịch rồi bạn. Đứng ở trong máu không, anh nghĩ thề. Đài, đứng ở trong máu thì tôi muốn bạn bật cái đấy thôi. Bật đấy lên nhưng mà tôi nghĩ chỉ nhà vua thôi. Ok. Không sao nữa. Đứng ở trong máu thế chỉ thế thôi. Có phải có cái gì chứ. Who brought me set? Hay là Hi là cái thằng vừa nãy. Là thằng cầm kiếm. Ừ, cầm kiếm. Chứ không phải thằng này. Nhưng mà cái toàn lâu đài bị lệch. Toàn lâu đài bị lệch á. Thế bây giờ bạn thằng cầm kiếm nó có vào đứng ở chỗ máu không này? Nếu nó đứng chỗ máu, ấy nhầm công chúa rồi, à hoàng hậu rồi. Mẹ cái này nó dễ quay nhầm vãi bạn ạ. Mẹ còn chỉnh bằng, không phải chỉnh bằng chuột mà chỉnh bằng phím bạn ạ. Chưa. Kịch rồi đấy. Kịch rồi, chỉ đứng trong toàn lâu đài thôi. Chứ không đứng trong cái bloodline đâu. Thế thì như nào nhỉ? Phải à? Tôi nghĩ là bạn phải dùng ông kia vì bây giờ không còn đánh nhau nữa rồi, còn ông vua kia. Vậy bạn phải để dịch cái toàn lâu đài này sang bên tay trái. Ok, được. Bây giờ ông vua tôi cứ cho kịch. Toàn lâu đài nãy giờ vẫn để kịch ấy, chưa có lần nào để lùi lại đâu, nhưng mà lần này tôi sẽ để lùi thử. Bạn phải để dịch vào để cho nó đúng chỗ bloodline. Rồi xong. Dịch toàn lâu đài xuống. Rồi. Không đúng, thế bỏ toàn lâu đài đi sao? Ừ, khả năng là có một miếng mấy thôi. Luôn. Ê, tôi xuống được một cái hầm luôn. Tôi cũng tiêu. Tôi ấn vào xong rồi tôi bị đơ rồi. Không hiển được cái gì rồi. Tôi chỉ chuyển được. Ô, tôi bị đơ rồi. Vẻ cái bị lỗi rồi. Bạn di chuyển được cái gì không? Tôi di chuyển được, tôi đi ra đi vào được. Đi ra đi vào được á, tôi vào đây. Thôi chỗ này của tôi. Ở đây tôi đi vào rồi. Đây. Đây đi bạn ơi, bạn đợi tôi tí. Đi, chúng ta đi về thôi. Bạn làm gì đấy? Không sao, để nó đứng lên. À tôi chết mẹ rồi, thế là bạn một người phải về. Lại một người đi à? Bạn đi ra xem nào. Tôi sẽ hy sinh vì đồng đội, không đâu. Bạn đi đi. Tôi ở lại đây cho tôi sẽ phá hủy từ lâu đài này, bạn đi đi. Này là phải có một người ở lại đứng rồi. Thế thì tôi bạn nào chết rồi. Game này nó giống phần trước ấy. Nó giống cái phần tôi bạn nhớ hôm qua chơi không? Là tôi bạn cầm kiếm đâm tôi hoặc là tôi cầm kiếm đâm bạn ấy. Thì hôm qua bạn tự đâm rồi, thì hôm nay bạn đi đi. Đi ra đi, tôi ở lại được. Xong chưa? Đi kịch chưa? Đấy. Sao còn có một thằng chạy đi nhở, cay thế nhở, ghê mẹ. Chia rẽ tình đồng đội nhở. Tổng kết để cho hai thằng cùng đi nhở. Nhái thật đấy. Game bịp vỡ đấy. Dễ quá nhở. Dễ quá nhở, ừ. Thì tại vì phần này nó không, nó free mà bạn. Nó chỉ có thế thôi, còn ten nó ít lắm. Tôi bạn chơi một tiếng, hơn tiếng là qua phá đảo rồi. Bạn nhìn với cái trí thông minh của tôi thì mẹ mình chơi những cái game kiểu như content nó ít như này thì chắc là chơi tí xong. Bạn biết cái mê cung nhá. Bạn tả cho tôi là chỉ cần nó có một cái khóa xanh lá cây, một cái khóa xanh nước biển và một khóa đỏ là tôi đã tưởng tượng ra cảnh là mỗi cái khóa đấy sẽ có hai đường đi. Đúng chưa? Và chắc chắn là nếu mà đóng cái này thì cái kia không đi được. Và tôi phải làm cách nào đến được cái khóa đỏ, thế là tôi tự biết là đường để đi rồi. Vậy tôi cứ đi một vòng, tôi tìm nhìn một lúc, tìm được ba điểm khóa là tôi đoán được là mình đi kiểu gì rồi. Bạn còn chả cần phải tả đường cho tôi luôn mà. Cái đấy nhá, kể cả nhá, bạn lên mạng mà bạn xem mấy cái bọn mà nó chơi chung với nhau ấy, kể cả thế ông kia ngồi tả chán chê rồi, chơi đi chơi lại rồi tả lại vẫn thua, vẫn không đi được đúng mà. Thế tôi tự nhìn tôi đi còn đúng luôn đi, còn chả cần bạn tả luôn. Thế chịu luôn. Không, cái tại vì cái dạng mê cung này tôi chơi nhiều rồi, bạn hiểu không? Tôi hiểu cái cơ chế vận hành của nó ấy, nên là nó kiểu như nó hơi hơi dễ với tôi đoạn đấy.
Thứ sao họ đầy lắm achievement. Achievement thì tôi bạn mày, mày phá đảo thế chả nhiều achievement mà. Đúng còn gì? Đây nhá, có nghĩa là bây giờ nhá như này này, là cái game We Were Here Forever ấy là phần tiếp theo của hai cái phần vừa rồi. Thì bây giờ đang giảm giá 25% là còn 179 thôi. Còn nếu mà không ấy, bạn để mua bình thường là tận 240.000 lận. Đấy thì nếu mà bạn thích thì mua chơi, không thì thôi. Hết rồi đấy, hình như còn mỗi bộ, còn mỗi cái đấy là hết bộ rồi. Còn cái sao bạn đừng thêm một cái giỏ hàng full cái này nhá, nó có cả sao trách các thứ linh tinh ấy, bạn chỉ nên mua mỗi kia thôi. Kiếp Simulator này update cái gì chưa? Tôi có cái game Xcape Simulator cơ. Nói chung tôi chơi khá nhiều game giải đố ấy, cho nên đối với tôi mấy game giải đố này nó cũng kiểu, nhất là mấy cái game mê cung ấy, nó không không thử thách với tôi lắm, bạn hiểu không? À, mày chơi game mê cung chắc tôi đi một vòng xong luôn. Bạn biết cái trò ghép hình không? Cái trò ghép hình mà kiểu như là bạn gạt cái điểm này ra, gạt cái này ra xong rồi nó mới có cái chỗ để gạt cái tiếp theo ấy. Đấy, mẹ cái game đấy ngày xưa tôi chơi thôi luôn. Chơi có mấy giây à? Khó lắm. Tôi bảo rồi, cái này bạn phải nhiều content tí tôi bạn chơi nó mới khó, nó mới kiểu như là thử thách ấy, còn không thì với tôi nhiều khi thành dễ chứ. Hay nhỉ, cũng nhưng mà cũng cuốn mà đúng không? Mặc dù là mặc dù chỉ là cái phần đấy thôi nhưng mà nó cũng cuốn. Để game này chơi kiểu hai người chứ cuốn mà, chơi kiểu miêu tả nó cũng hay mà. Vui. Nó tả kiểu lúc mà mình tả hình ấy xong rồi tự kiểu lắm lúc tả thì nó chỉ áng áng thôi, hiểu chưa? Thế lắm lúc bạn tả tôi chỉ đoán đoán hình thôi, còn tôi cũng chả biết là cái gì đâu nhưng mà tôi đoán luôn á. Nhiều khi trong cuộc sống thế mà mình phải đoán chứ. Giống như tôi hay nói bạn ấy, tôi chơi chess ấy. Cũng đéo giờ tôi chơi kiểu như là tôi chơi kiểu tôi xác định bài từ đầu, tôi đoán là bài có ra không, còn không ra thì chịu thôi. Ra thì do mình đen vậy, biết sao giờ. Chơi cứ đoán thôi. cái lúc vào cái tòa nhà mà xin, tôi nhìn cái chữ xin phát là tôi biết là thôi xong chết mẹ rồi, phải nghe đoạn hội thoại gì rồi hoặc là đọc chữ. Lúc đầu tôi nghĩ là đọc chữ nhưng mà tự nhiên tôi nghe thấy cái tiếng tiếng có thằng nó đọc đọc đấy, tôi bảo tôi chết rồi phải nghe rồi. Tôi lại tưởng tôi được nghe bạn ạ, hóa ra không, bạn được nghe còn tôi chỉ khi nào tôi gạt đúng thì mới được nghe thôi. Bị vãi cả trường á. Công nhận là game game nó làm hay nhờ, game này nó phát triển tiếp hay ấy, tại vì nó có hai người mà nó giải đố ấy, nó kiểu như là nó vừa tương tác với nhau mà nó vừa vui vui ấy, kiểu như nếu mà như một mình tôi nhá, nếu như mà một game giải đố mà dành cho một cái người mà người ta chơi giải đố nhiều như tôi ấy thì nó lại bị dễ quá, một mình tôi chơi thì nó bị dễ quá, hiểu không? Còn kiểu như nếu như mà game kiểu như làm hai người mà như này ấy thì nó lại cảm giác là kiểu như nó có cái độ khó khó là hai người phải giao tiếp với nhau được, phải kiểu như đoán được hình người kia nó như nào, xong lại phải đoán được là mình phải làm gì nữa đấy. Tôi hay chơi giải đố tôi đoán được là tôi làm gì bạn, tôi biết nên tôi mới tả cho bạn. Chứ còn kiểu như là gặp phải người ta cũng ít chơi giải đố nó cũng khó đấy nhở. Tôi nghĩ là game này cũng khó phết đấy, nhiều khi ai mà không biết chơi là thành nản luôn. Đầu vì ánh sáng. Được cái nhà thôi nghỉ ấy bạn ấy, mai rồi có gì chơi tiếp chứ. 2:30 rồi. Đó, không đi ngủ giờ mệt đấy. Đang ngủ quen giấc ngủ muộn mệt đấy. Tôi đã hơi mệt mệt đấy. Thực ra là hôm nay mà không chơi bạn tôi phải đợi cửa mẹ tôi. Mẹ tôi hôm nay đi chơi về muộn mà. Tôi mới về. Nhà tôi vẫn phải đợi cửa. Nhà tôi vẫn chơi với bạn thôi chứ còn kiểu như không thì tôi vẫn phải xuống mở cửa thôi. Ôi nhưng mà mình giải giải cái game vừa rồi chắc có tiếng đấy bạn. Nhanh nhở, hơn tiếng đấy, nhanh phết đấy, tỏ là mình cũng thông minh đúng không? Không không đến mức gọi ngáo quá. Ông mẹ thấy cái đoạn mẹ mày đoạn mê cung, tôi nghĩ là do mê cung nó hơi bé, tôi đoán là cái mê cung của bạn nó rất là chằng chịt, tại nó có dấu xx gì ấy. Thế là tôi nghĩ là bây giờ tôi đi tôi đoán một lượt là xong. Còn nếu như mà nó có một cái đồ vật gì đặc biệt ấy thì tôi sẽ tìm được, bạn hiểu không? Nhưng tôi không tìm thấy.
Thế tôi đoán luôn là chắc là chả có gì đặc biệt đâu, nó đánh lừa bạn thôi. Mà bây giờ đánh lừa thế nó làm khó là khó ở chỗ là bạn sẽ tả cho tôi cái dấu X là cái gì mà tôi cứ đi tìm 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 lâu rồi đó. Thế là tôi đi một lượt tôi nhìn thấy hết tất cả cần gạt mà. À, nguyên si là như này, tôi chạy một phát đến cuối map luôn. Thì tôi nhìn thấy cái cửa màu đỏ. Cửa màu đỏ thì đang bị gạt. Thì sau đấy tôi thấy một cái cửa màu xanh lá cây, thì muốn muốn gạt cái cửa màu đỏ thì phải gạt cửa xanh lá cây. Thì gạt cửa xanh lá cây thì bị kẹt đường, lại phải đi bằng cái cửa xanh nước biển. Thế cửa xanh nước biển thì lại phải đi về lúc đầu, thế là lúc đầu lại phải đi cái đường ngược lại. Có hai đường á. Nó chỉ có hai cái đường ấy mà, kiểu gì mình cũng phải đi một trong hai đường đấy mà. Thế là tôi biết luôn. Tôi biết thôi thôi. Ừ, chế này mình chơi chán rồi. Bạn nhìn cái game Inside tôi vừa chơi mà lúc mà bạn vào bạn 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 bảo tôi là kinh thế nhỏ ấy. Tôi chơi là hơi bị nhanh ấy, hôm qua tôi chơi là tôi cứ đi một mạch thôi, gọi đại khái là kiểu như chắc là nếu như một đoạn nào mà tôi bị kẹt ấy, chắc kẹt được tầm 2 phút hoặc 1 phút. Không xong là tôi là biết đường đi luôn. Kiểu như nó bắt phải đi 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 lại mấy đoạn ấy, hoặc là như cái đoạn mà tôi cái con tiên cá nó đuổi ấy là mình phải quay ngược lại ấy. Phải đi ngược lại đằng sau xong mình dụ nó xong mình lại đi tiếp đấy kiểu thế ấy. Cơ chế của mấy cái game giải đố chỉ thế thôi mà, chỉ bắt mình đi đi ngược lại thôi mà, lú lắm. Chơi quen rồi thì thấy dễ. Đấy, nếu mà thích thì bạn mua cái game kia cũng được. Đằng nào bạn chưa chưa gửi tiền tôi cái tiền tiền hôm nay đúng không? Thì đấy, thì bạn mua luôn cũng được, xong bạn tặng cho tôi cũng được, lấy point và ấy cửa hàng. Bạn mua cho bạn nó mua cho tôi luôn. Đấy, thì bạn suy nghĩ, còn nếu không thì thôi, cứ để đấy, lúc nào có game gì chơi thì chơi. Nhưng mà đợt này đang khuyến mãi ấy, mình mua luôn cũng được. Nhưng mà tôi nói thật bạn nhá, game mà hai thằng chơi nó cũng ít. Tại nói thật bạn, một là cứ chơi game 5 kiểu LL hoặc là chơi game 3 như Naraka, còn nói chung là mấy cái game kiểu PUBG các thứ ấy. Mấy game đấy tôi bạn chơi chung thì nó cũng khó. Không phải Valorant thì mua cái gì đâu. Không, tôi nghĩ game nếu mà game mua thì chắc là mua xứ cái game kia mình về mình chơi, kiểu gì anh em mình chả lâu lâu chán chán lại lôi ra chơi đúng không? Mua xứ đi đang đợt giảm giá đúng không? Đấy kiểu thế. Ờ, thôi đi ngủ nhá, có gì đi đi ngủ đi, xong mai có gì bảo tôi sau nhá. Ngủ đi không muộn rồi. Nghỉ nhá. Bye bye nhá. Nay chơi chết Đánh thế cờ nào? tiếp. Hôm nay chơi chết như nào? Được 3 trận vào Ấy hả, kinh ta. top. Một trận nào top. Đừng như tôi mẹ, 3 trận vào top, 1 trận top 8 là xong. Hết buổi tối luôn. Đúng đầu thật. Thôi nghỉ nhá, có gì mai thì bảo tôi sau nhá. Tôi nghỉ nhá. Ok. Ê là lại có lia một con nữa. Tí luôn. Mà anh kia bắt đầu ngồi làm clip thôi. Clap, 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 clap. Anh quên này nãy giờ chưa bật tiếng ấy hả? Chưa bao giờ quay con quái thú này thề. Chưa bao giờ. Mình nhìn đá. Chưa bao giờ quay con quái thú này thật, game rất bịp. Game rất nhái. Tốt ca này không đi ngủ thôi. Lại 10.000 đá thì chứ game nhái chưa? Bịp không thể bịp hơn. Không thể bịp hơn. Mắc luôn, mắc cấp luôn. 3 kinh nghiệm chưa? Non chưa non. Chỉ ấn thạch ở triệu. Cả chinh phục biển khơi. Ok, vậy là 3 nhiệm vụ nữa. Duy trì nhấn thạch hiệu triệu. Nhấn thạch đi. Trời ơi, mắc hết luôn. Bên nào mà đây, bên này đi. Ông mình nghĩ là tất cả đi. Tất cả giống có viên nào. À. Nó hơi bị ấy ấy một tí, đập thử. Chả mấy viên này cứ có kháng đập sợ thế nhở. Để bán bố đi. Viên này nếu như
này cũng khó lắm, bán đi. À, để bán luôn. Để không SVD thì bán luôn. Kháng HP rồi cũng bán luôn. Viên kháng còn đập kháng nữa thì đau đầu lắm. Đây, đập viên này 6 phát đi. Xong quét luôn. Cộng 6, cộng 12, cộng 2. Cộng 7, 13, 13. 13, 13. 13. 13. Rồi 21 HP luôn. Nhắc cái ta. Nhắc cái ta ơi. Đỡ vậy. 85% vậy một phát nữa là xong. Bơi à. Bồi à. Đâm 3 nháy đều nhá. Thái này. Đó này. Thái nùn. Rồi đổi kênh chat này. Kênh chat này. 99 này. 111 này. 111 này. Đổi 5 lần đúng không? 2222 này. Ba 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 này. Bum 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 4 này. 5555 này. Rồi sau khi zone 3 phát như thế và mình nhận event cái húp cái húp cái. Zone phát. Thực ra là mình cũng lạc tê. Xin cái cuộn để roll nè. Ú. Cuộn để roll nè. À. Thập thu thập. Vừa ở xăm 10 phát chắc chắn là ra set. Phải nói nhiều. Chưa. Xị. 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 Ấy. Nào. Nát hay sao ấy. Con này ngon này, con này cũng ngon này. Nào giờ. Chắc lấy này đi nhỉ. Đời vãi. Ôi chắc thôi nhỉ. Thế là quá đủ cho ngày hôm nay rồi. Pầm pầm, ôi trời ơi. Quá đáng vãi. Game này nó quá đáng với tôi vãi. Có gì đây? Chưa đủ mệt hả? Chưa đủ nạt hả? Game như vậy chưa đủ làn hả? Check me good run. Có chỗ nào vậy ra nội. Có chỗ nào luôn á. Em chán nhờ. Ra mấy cái cuộn vớ vẩn đấy. Trời. Chới đàn. Cái này toàn mua mất tiền thôi, tiền đâu ra mua. Được 5 cuộn bóc đắc lai bú nhờ. Rồi mình roll nốt đi. Nốt 2 cuộn cuối đi. Đắc lai thì chắc thôi để dành nhé. Hay luôn nhỉ. Luôn đấy. Úi giời ơi. Ranking xanh hệ win à, hệ like. Buồn vãi đái. Em muốn xóa game không?
Lai ngon hơn hay đắc ngon hơn? Lai ngon hơn nhỉ? Lai build dam được. Ôi cái này khó chơi thế. Tung ra thêm hai đòn tấn công nếu kẻ thù đang chịu hiệu ứng có hại. Nhưng mà tung ra 4 lần gây ra sát thương tương đương với khả năng phòng thủ của bản thân. Nhưng mà lại vừa build HP vừa build phòng thủ à? Khó build thế. Con này build đần thế, thế thì ai mà build được. Tốc lại còn chậm nữa. Thế. Thế khó anh em ạ. Khó build lắm. Chịu. Có build như thế thì nhất quyết là thôi cúc. Mình cúc trên bơ đi. Với mẹ cả trưởng á. Gì mà mẹ mày build khó thế thì ai mà dám build nhỉ. Mà up skill cho con này luôn. Chắc là phải build con này lên rồi. Nhân đôi sát thương đốt mà. Tí cái map nào mà sát thương đốt nhân đôi lên cũng kinh vãi chưa. Frankenstein. Mình không biết nó nên build con Frankenstein này lên không. Chắc không. Nghe lại sưu tập thêm một con nữa vào trong cái đống bãi rác này rồi. Bị chán quá ấy. Thế dạo này chơi chả có gì mới. Chán. Chơi game chán. Dari online chắc về sau phải build lên. U này thử thử đi. Định áp cái gì nhỉ? Quên. Áp cái gì quên bố rồi. À áp con tatu rồi lên. À tatu này xong Frankenstein xong Matico Artist này nữa. Line. Cái con line này chắc view lên cho nghịch thôi chứ còn. Về đéo gì. Phục hồi 10%. Cả trưởng khó đấy. Để bài khó khăn với nhau đấy nhỉ. Em khó khăn với tôi thật. Là chán luôn. Kiểu bị chán ấy, đéo muốn chơi luôn chứ. Năm cuộn này nữa. 20 lần được một cuộn này. Ngại, 155 chắc chuẩn nghỉ thôi. Đây được 5 cuộn này, được 300 điểm này, được 10 cuộn này. 20 cuộn tổng kết từ giờ đến hết event mình không zone nữa nhá. Mình không xăm nữa, mình hứa đi. Chặt tay chặt chân đi, không zone nữa đi.
Đến ngày cuối cùng với Ron. Ron bây giờ chịu ấy. Cái Ron kiểu gì. Ngựa này của mình nó như nào nhỉ? Nghe đồn là thánh đi toa. Chưa biết là nó sẽ như nào. Tất cả đồng minh có tăng sức phòng thủ. Ui, sẽ bú thế. Ủa, con ngựa này ngon thế nhỉ? Ngon đúng không anh em? Ngon vãi đây. Ngon thế. Chắc là nốt phát nghỉ thôi. Người phải chết trời ơi. Trời. Không đâu nương trước điều gì. Ba sao mắc không thiếu nhá. Thề cũng chán đời đéo chịu được. Chán đời đéo chịu được. Ở đó này, attack. Rồi lỗi. Ui. Có viên này với viên này khá ngon này, từ từ check nhá. Để vứt. Vứt luôn. Viên này full SPD chả bú à. Chán tê. Thế mà chán. Không nha. Cần nhiều quái thú nha. Ở đó nè. Bằm. Nghe đèn thế mỗi nhà. Cái đấy. Một nháy không quá ngon đâu, bình thường thôi. Lại mức bình thường. Khoảng 50% hấp dẫn ấy, nhiều đấy. Trong này nhiều vải đái luôn. Không, bây giờ ấn thạch mình up hết lên 15 này. Như này tôi vứt mẹ đi. Chính xác kháng. Lắm mét PD đập luôn.
6% là cao vậy đái ấy. Tắt tiếp. Mấy con đang đeo áp hết đi. Thường con nào cả đi. Hai tiếng chưa? Rồi giờ vài phút rồi mình tắt đi là được nhỉ? Hết nhiệm vụ kia nhé. Lâu nha bột bột tèo. Phải ao ra không đây? Đâu có mình ao trước nha. Chuột đấy. Giờ mình không cần điểm, mình cần tiêu hết 30 cánh này này. Là được mấy nghìn điểm đấy, lũy ấy. Này pick cái mình ao luôn. Nào mấy ông này cứ AFK nhỉ. Tên nó đấy chắc không ao đâu mình ạ. Buồn chứ chắc. Thời gian vậy. Chắc nghỉ nhỉ. Học thôi. 3 giờ rồi.